Chào các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện trạch nhật phi thăng của tác giả Trạch Trư. Bộ truyện được chuyển thể trọn bộ thành truyện audio trên kênh YouTube VOV nghe là mê. Trong quá trình dịch thuật, đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé. Nếu thấy hay, các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn. Cười nói, như vậy đại đạo chủ lần này đến lại cần làm chuyện gì ngươi nếu là tới lấy về bất diệt kinh đó là không thể rồi kinh này mẫn bạc đã tặng cho ta đạo tông nguyên sắc mặt nghiêm nghị nói ta lần này đến là vì các hạ giải đọc vì ta cái kia hỗn động bất diệt kinh hứa ứng ngạc nhiên thất thanh nói đạo huynh đây là vì gì mẫn bạc vì nguyên giới di dân lợi ích dùng kinh này đến chậm trễ ta tam giới cao thủ ngươi vì sao lại phải chuyên vì ta giải đọc kinh này đạo tông nguyên đưa tay tương thỉnh hai người ngồi tại không trung tỏa hạ đám mây như bồ đoàn, rất là mờ mịt. Đạo Tông Nguyên nói, hắn dùng bất diệt kinh đến chậm chế tam giới anh tài, vì nguyên giới di dân sinh tồn, tránh cho các ngươi lớn mạnh sau diệt việt bọn hắn. Cho nên ta muốn chờ các ngươi hao phí 3 năm thời gian. Nhưng mà nguyên giới di dân sống nhờ trong tam giới, cần cùng các người cùng nhau đối kháng bỉ ngạn, đồng tâm hiệp lực, cho nên ta nhất định phải đến đây giúp ngươi giải đọc bất diệt kinh. Trải qua hắn kiểu nói này, hứa ứng hiểu được, lấy ra hỗn động bất diệt kinh, đem kim thư triển khai. Đạo Tông Nguyên nói, hỗn động trước đó, đạo khí chưa lộ ra. Hoàng mãng bên trong, có vô hình tượng, vô tượng có thể xem xét, thành đạo chủ vậy. Hắn êm tai nói, đem hỗn động bất diệt kinh dần dần giảng thuật. Hỗn động bất diệt kinh là một môn thẳng tới đại đạo chi chủ cảnh giới công pháp, đem như thế nào đi chứng đại đạo chủ giảng được rõ ràng rõ ràng, mấu chốt nhất chính là hỗn động đạo khí. Cái này hỗn động đạo khí không giống với hứa ứng tu luyện thủy khí, nguyên khí, hữu hình vô tượng, không thể xem xét vậy hứa ứng càng nghe càng là hồ nghi hỗn động đạo khí rất giống thái nhất chân truyền bên trong nói tới đệ tam khí huyền khí thái nhất chân truyền bên trong nói thế gian có tam khí thủy khí nguyên khí huyền khí tam khí hóa sinh cửu huyền tu thành tam khí thái nhất động nguyên mới xem như viên mãn chẳng lẽ hỗn động đạo khí chính là huyền khí nếu là tu thành hỗn động chẳng phải là nói ta thái nhất đại đạo liền có thể viên mãn hắn cẩn thận lắng nghe dụng tâm cảm mộ đợi cho đạo Tông Nguyên đem môn công pháp này giảng giải một lần, hứa ứng từ trong ngộ đạo tỉnh táo lại, chỉ gặp bốn phía cỏ cây thành ấm, xuân đi thu đến, vậy mà trong bất chi bất giác lại qua 10 năm thời gian. Áo trắng chu tề vân hình tượng đạo Tông Nguyên, chẳng biết lúc nào vô tung vô ảnh, chỉ còn lại có hắn ngồi tại đám mây. Đại đạo chủ công pháp, do đại đạo chủ tự mình giảng giải, lại còn cần thời gian 10 năm mới có thể kể xong. Mẫn bạc cũng không tính là là ám toán ta tam giới anh kiệt, cuốn sách này coi như chúng ta có thể tìm hiểu ra mặt tự, tốn hao thời gian cũng chỉ sẽ là hiện tại ngàn vạn lần. Hứa ứng chậm rãi đứng lên, chân đạp tường vân, phiêu nhiên mà đi. Tường vân đi vào cửu nghi học cung phụ cận, hứa ứng hướng vị kia gia nhân nhìn thoáng qua, hay là rời đi. Hắn những năm này cảm ngộ hỗn động, trong bất chi bất giác lại thu thành một tòa hỗn động động uyên, huyền khí từ hỗn động bên trong sinh ra, lưu trú võ đạo động uyên. Từ đó, thủy khí huyền khí cùng nguyên khí, tam khí cuối cùng thành. Hắn đi vào tiên đình, tới gặp phụ thân hứa tĩnh mẫu thân lan tố anh hướng hai người tạm biệt nói cha mẹ ta phải đi bỉ ngạn nhìn một chút chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới có thể trở về tiên đế hứa tĩnh biết không cách nào lưu hắn lại nói người đến đó nhất định phải nhớ kỹ chấm còn cho ngươi giữ lại thái tử vị trí chờ ngươi kế vị đăng cơ lan tố anh gắt hắn một cái nói người đế vị hay là nhi tử cho ngươi tranh ai mà thèm ngươi thái tử vị trí ứng nhi người đi bỉ ngạn có thể trước cho lão nương lưu lại một cái tôn nhi lại đi sau này ngươi cho dù chết bên ngoài ta cũng không đau lòng hứa ứng khúm núm từ biệt nhị lão đằng sau hắn lại đi tới tổ đình chỉ điểm tiểu thiên tôn tiểu hỷ tiên vài câu lại đi tử vi tổ đình bái một cái những ngày này hắn tìm bằng hữu thăm bạn cùng hao thiên đạo nhân nhậu nhẹt cùng đồ đần a phúc nói chuyện lý tưởng lại tìm đến phế vật thanh huyền một trái một phải nằm tại trên ghế nằm phơi nắng hắn cùng lâu minh ngọc thảo luận đạo pháp cùng nhạn không thành tâm sự chuyện cũ còn đi một chuyến thiên tiên giới gặp một lần ngay tại khắc khổ tu hành viễn tổ, cùng hắn đọ sức một phen, cong ngón búng ra đem viễn tổ đổ nhào lăn lộn mấy vòng. Hắn cùng Long Đế Minh Mạn tạm biệt, lại đi một chuyến nhân gian giới, gặp một lần cảnh Minh cùng Minh Vương Tôn. Đi một chuyến nguyên giới di tích, đem hỗn động bất diệt kinh trả lại cho mẫn bạc, ngay trước một đám di tích chi chủ trước mặt, lộ hai tay bất diệt kinh bên trên thần thông, đem mẫn bạc bọn người rắn rắn chắc chắc chấn trụ. Hứa ứng lại trở lại địa tiên giới, đi vào yêu tộc tổ đình, tới gặp ngoan thất cùng yêu đế kim bất di, bọn hắn nói lên chuyện cũ, trò chuyện với nhau thật vui. Ngoan thất đã mang nhà mang người, không thích hợp cùng hắn cùng một chỗ đi xa, kim bất di cũng có chấn hưng yêu tộc gánh nặng, không pháp tướng bồi. Trung ra, kiếm ra, thay ta chiếu cố tốt à ứng. Ngoan thất khua tay nói, chuông lớn keng keng rung động, chu tiên kiếm kiếm minh réo rắt. Ngoan thất cùng kim bất di đưa mắt nhìn hứa ứng đi xa. Hứa ứng hướng tổ thần chào từ biệt tổ thần lão thần khắp nơi, nói, ngươi yên tâm đi, ta sẽ vun trồng mấy cái như ngươi đồng dạng nhân vật xuất sắc, chờ ngươi chết, giết tới bỉ ngạn báo thù cho ngươi. Hứa ứng bị vẫn muốn tuyệt trước khi đi, đem tổ thần vốn lướng trộm sạch sành xanh. A à ứng, ngươi luôn luôn đem nhất không bỏ người thả tại cuối cùng sao. Nguyên vị ương thanh âm truyền đến, hứa ứng quay đầu nhìn về phía cái kia cùng mình làm bạn cả đời nữ tử, trong lúc nhất thời vạn bản nhu tình sông lên đầu. Nguyên vị ương đi vào bên cạnh hắn, cho hắn chỉnh lý vạt áo, nhất định phải đi bỉ ngạn A. À. Nhất định phải đi, hứa ứng nói, tu sĩ không thể chỉ trước mắt, muốn nhìn tương lai. Thông thiên kiếm chủ đi, hảo thiên đế đi, hư hoàng đại đạo quân bọn hắn cũng đi. Nếu như bỉ ngạn có chân kinh, ta đi lấy đến, nếu là bỉ ngạn đến thu hoạch, ta đến ngăn cản. Ta nhất định phải đi, nguyên vị ương không nói gì nữa, nhẹ nhàng tựa ở trên ngực của hắn. Trường 1274, Hỗn độn Hải Tiếng Chuông thúy nham lâu thuyền bên trên hứa ứng cùng nguyên vị ương kìm lòng không được vuốt ve ăn ủi ân ái trong lúc nhất thời như keo như sơn chỉ cảm thấy chuyện nam nữ rất là mỹ diệu không còn sớm hướng bỉ ngạn một chuyện hắn không đề cập tới nguyên vị ương cũng không đề cập tới hai người có chút ăn ý như vậy qua hai ba năm thánh tôn trên thiên hải gặp được hứa ứng kinh ngạc nói hứa đạo tổ khi nào từ bỉ ngạn trở về hứa ứng thẹn thùng lúc này mới chân chính dự định rời đi tam giới hắn cùng nguyên vị ương lưu luyến không rời tách ra gọi bên trên bỉ ngạn bến đỏ thủ tướng thạch thiên dưỡng thôi động thúy nham lâu thuyền chuẩn bị xuất phát thúy nham lâu thuyền phá không dần dần từng bước đi đến qua mấy chục ngày rốt cuộc đi vào vũ trụ biên thùy hỗn độn hải bên cạnh gốc kia bỉ ngạn xa la thụ lại lớn lên rất nhiều cành lá như là màu xanh um tươi tốt dễ cây đâm vào hỗn độn hải hấp thu chất dinh dưỡng cây này là thúy nham lâu thuyền bên trên hai vị trinh sát chỗ trồng trọt hai người ở trên tàng cây lưu lại lạc ấn kể từ đó liền có thể xác định tam giới ở trong hỗn độn hải phương vị bất quá hai vị này trinh sát đã chết bọn hắn lưu lại lạc ấn vô dụng hứa ứng đem lâu thuyền bỏ neo tại bên cây ở trên tàng cây lưu lại chính mình lạc ấn lập tức chỉ cảm thấy ý thức của mình phảng phất có một bộ phận cùng cây này tương liên có thể cảm ứng được xa la thụ ở trong hỗn độn hải mỗi một đạo sợi dễ loại cảm ứng này mười phần kỳ diệu phảng phất chính mình nhiều hơn vô số xúc tu có thể ở trong hỗn độn hải tới lui phải biết bất luận cái gì đại đạo, đến hỗn độn hải phụ cận liền đã mất đi tác dụng, không có bất luận uy lực gì, bởi vì hỗn độn đại đạo quá cao cấp, hãn hiếu có thể siêu việt hỗn độn đại đạo đạo lý, cho nên đều sẽ bị hỗn độn đại đạo áp chế. Xa la thủ thế mà có thể sinh trưởng trên hỗn độn hải, từ trong hỗn độn hấp thu chất dinh dưỡng, không thể không tán thưởng sinh mệnh chi kỳ diệu. Cây này nếu là trưởng thành, đốn củi là thuyền, có thể ngao du hỗn độn hải. Hứa ứng nói, nếu là có thể lĩnh hội trong cây tích chứa ảo diệu, nói không chừng có thể lĩnh ngộ ra hỗn độn đại đạo cao thâm đạo lý. Thạch Thiên Dưỡng cười nói, bỉ ngạn sa la vốn là một loại có thể sinh trưởng ở trong hỗn độn hải thực vật, bất quá loại cây này rời đi hỗn độn hải liền sẽ khô héo tàn lụi, luyện không thành bảo vật. Muốn từ bên trong lĩnh ngộ ra hỗn độn đại đạo cũng là không có khả năng. Đã từng có không ít bỉ ngạn cường giả động cái chủ ý này, đều không có thu hoạch. Hứa ứng nhìn về phía gốc này sa la thụ, cây này giống như như lông vũ lá cây tại hơi rung nhẹ, sắc thái lộng lẫy. Cây này thật không cách nào luyện bảo, hoặc là coi đây là chất xúc tác, cảm ngộ hỗn độn đại đạo. Hắn lắc đầu thôi động thúy nham lâu thuyền, lái vào trong hỗn độn hải. Từ tam giới tiến về bỉ ngạn có hai con đường, một là cưỡi thúy nham lâu thuyền, có thể thuận lợi đi tới đi lui, hai là tiến vào triệu hoán mà đến động uyên. Bất quá con đường thứ hai tính nguy hiểm quá lớn, tiến vào trong động uyên, đi ra động uyên một khắc này rất dễ dàng bị động uyên chủ nhân phát giác. Mà lại tốn thời gian quá dài, năm đó hạo thiên đế bỏ mình đằng sau, di luân các loại tám vị đạo cảnh bát trọng tồn tại, dùng 600. 0005 tuế nguyệt mới từ bỉ ngạn đi đến tam giới. Đương nhiên, cũng có thể đi thái thượng động nguyên con đường này, tòa kia động nguyên có vết rách, tiến vào bỉ ngạn không cần tốn hao thời gian dài như vậy. Bất quá ngộ không đạo nhân đã đi con đường kia, khả năng kinh động đến động nguyên chủ nhân, bởi vậy ổn thỏa nhất biện pháp, hay là cưới thúy nham lâu thuyền đi hỗn độn hải bến đỏ con đường này. Hứa ứng là lần đầu tiên đặt chân hỗn độn hải, chỉ gặp Thúy Nham lâu thuyền tiến vào vô biên vô tận trong hỗn độn hải, bốn phía lập tức trở nên một mảnh lờ mờ, chỉ còn lại có lâu thuyền tự thân màu xanh biếc quang mang. Chiếc thuyền này đem bốn phía hỗn độn chi khí gạt ra, để hỗn độn chi khí không cách nào tới gần lâu thuyền. Lâu thuyền mặt ngoài lạc ấn lấy rất nhiều bỉ ngạn lý văn, tại hứa ứng cùng Thạch Thiên dưỡng thôi động dưới, dạng nhánh cây lý văn thỉnh thoảng nhảy nhót một chút, phát sinh kỳ diệu cải biến. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh lạ thường, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Tại lâu thuyền bên ngoài, cũng không cảm ứng được bất kỳ đại đạo, trừ hỗn độn chi đạo. Hứa ứng từ minh mạn nơi đó học được một môn bỉ ngạn liên quan tới hỗn độn chi đạo pháp môn, tu thành hỗn độn động nguyên, giờ phút này hỗn độn động nguyên dị thường sinh động, không ngừng vận chuyển, từ trong hỗn độn hải hấp thu lực lượng. Hứa ứng cũng cảm thấy chính mình hỗn độn đại đạo tại liên tục không ngừng tăng lên, so với chính mình toàn tâm toàn ý tu luyện còn muốn tấn mẽn gấp trăm lần. Hỗn độn đại đạo là trước mắt hắn nắm giữ trong đại đạo, khó khăn nhất lĩnh ngộ đại đạo, chỉ là miễn cưỡng tu luyện tới động nguyên bát trọng, hay là dựa vào mặt khác động nguyên đến đỡ, mới tu luyện đến một bước này. Hứa ứng cũng không nghĩ tới, ở trong hỗn độn hải tu luyện hỗn độn động nguyên, lại sẽ có như vậy kỳ hiệu. Hắn dứt khoát thả chậm thúy nham lâu thuyền tốc độ, trên đường từ từ cảm một loại đại đạo này. Thạch thiên dưỡng cũng rất khẩn trương, thúc giục nói, hứa đạo tổ, tốc độ nhanh một chút. Hỗn độn hải tuyệt không phải đất lành, không nên ở lâu hứa ứng hiếu kỳ nói thạch đạo hữu nhất định thường xuyên tiến vào hỗn độn hải a hẳn là trong hỗn độn hải gặp nguy hiểm đâu chỉ gặp nguy hiểm là quá nguy hiểm thạch thiên dưỡng khẩn trương dò xét bốn phía nói trong hỗn độn hải nguy hiểm thường thường vô cùng kinh khủng nơi này thường có sóng gió vòng xoáy bị cuốn đi vào nghĩ ra được liền khó khăn còn có một số tử vong vũ trụ hải cốt ngay cả hỗn độn hải đều không thể hóa đi nếu là thúy nham lâu thuyền không cẩn thận đụng vào chỉ sợ liền muốn phấn thân toái cốt Càng đáng sợ chính là, trong biển này thường có thi cốt du đắng, không có bị hỗn độn hải ma diệt, còn sót lại tinh khí, gặp được người liền sẽ đoạt xá. Liên quan tới hỗn độn hải, có quá nhiều kinh khủng truyền thuyết. Có ngay tại trong tử vong vũ trụ, sẽ nhắc lên hỗn độn hải kinh đào hải lãng, đem bất luận cái gì thuyền dù là thúy nham đều phá tan thành từng mảnh. Còn có đang sinh ra hồng nguyên kịch liệt hướng ra phía ngoài khuếch trương, đem hỗn độn chi khí hóa thành các loại kỳ dị đại đạo, hình thành tinh thần càn khôn, phân giải làm linh khí linh lực nếu là không cẩn thận đi vào bên cạnh thúy nham lâu thuyền cũng sẽ trong khoảnh khắc phân giải trong biển còn có các loại hiện tượng quỷ dị tỷ như minh đạo đế năm đó liền đã từng gặp phải trong biển một ngụm chuông lớn va chạm đem bọn hắn đưa về tam giới thậm chí còn có thể gặp được thời không điên đảo nhân quả điên đảo sự kiện ta tại bến đỏ gặp được những cái kia từ hải ngoại trở về trinh sát thường xuyên nghe bọn hắn trò chuyện những việc này truyền rất là tà dị thạch thiên dưỡng nói hứa ứng nghe vậy tuy nói rất là hiếu kỳ nhưng cũng bất chi bất giác ở giữa thôi động thúy nham lâu thuyền, để lâu thuyền dần dần ra tóc. Rộng rãi một chút, tổng không có chỗ xấu. Đúng lúc này, phía trước lại có tiếng hồn ào truyền đến, đợi cho bọn hắn chạy nhanh đến trước mặt, hỗn độn chi khí dần dần hướng hai bên tách ra, chỉ gặp một chiếc to lớn độ thế kim thuyền xuất hiện tại trước mắt bọn hắn. Trên kim thuyền rất nhiều long tộc cường giả đồng tâm hiệp lực, đang liều mạng thôi động chiếc thuyền kia, chống cự hỗn độn hải xâm nhập. Hứa ứng bọn hắn chỗ Thúy Nham lâu thuyền chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, nhưng là hành xử gió êm sóng lặng mà chiếc kia to lớn vô cùng độ thế kim thuyền lại sóc này không ngớt lúc nào cũng có thể giải thể dáng vẻ hứa ứng kinh nhi bất định nhìn về phía chiếc này độ thế kim thuyền trong lòng khó có thể tin chẳng lẽ còn có long tộc còn sống ở trong hỗn độn hải thế nhưng là long tộc là tại ngàn vạn năm trước chạy ra tam giới tìm kiếm bỉ ngạn đó a à. hắn phồng lên pháp lực lấy long tộc đạo ngữ la lên chư vị long tộc đạo hiếu các ngươi khi nào chạy ra tam giới Chiếc kia độ thế kim thuyền bên trên, rất nhiều long tộc cường giả đột nhiên nghe được thanh âm này, nhao nhao hướng bọn hắn xem ra, lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên chấn kinh tại chỉ là một chiếc thuyền nhỏ, thế mà có thể ở trong hỗn độn hải chạy đến vững vàng như vậy. Tu sĩ nhân tộc, một vị y quan phục sức nhìn như long tộc cao tầng cường giả trầm giọng nói, chúng ta vừa mới xông ra tam giới. Các hạ là người nào? Hứa ứng ngây người, vừa mới chạy ra tam giới thế nhưng là long tộc chạy ra tam giới rõ ràng là ngàn vạn năm trước sự tình. Ta gọi hứa ứng, cùng các ngươi long tộc viễn tổ là bạn tốt. Làm càn, chương 1275, độ thế kim thuyền bên trên long tộc cường giả nhau nhau tức giận, thôi động độ thế kim thuyền hướng hắn nghiền ép lên đến, vị kia long tộc thủ lĩnh cười lạnh nói, nhân tộc nô lệ, làm sao có thể cùng viễn tổ là bạn tốt. Nhân tộc, đem người thuyền lưu lại, thạch thiên dưỡng thôi động thúy nham lâu thuyền, nhanh chóng từ độ thế kim thuyền bên cạnh xuyên qua, tránh đi những long tộc cường giả kia thần thông. Hai chiếc thuyền đều bị hỗn độn chi khí bao phủ, hứa ứng kinh nghi bất định, quay đầu liên tục nhìn lại. Lại không lâu nữa, phía trước lại xuất hiện một chiếc độ thế kim thuyền, thuyền này đã bị hỗn độn chi khí ăn mòn, trở nên vết dỉ loang lổ. Thúy Nham lâu thuyền từ bên cạnh chạy qua, chỉ gặp trên thuyền còn có còn sống long tộc, riêng phần mình thôi động kim thuyền còn sót lại bộ vị, chống cự hỗn độn chi khí xâm lấn. Hứa ứng, bên trong một cái long tộc thấy được Thúy Nham lâu thuyền, như là gặp ma kêu lên ngươi là cái kia nhân tộc nô lệ hứa ứng trăm vạn năm trôi qua ngươi làm sao còn còn sống hứa ứng ngạc nhiên nhìn về phía cái kia già nua long tộc cường giả lờ mờ có thể nhận ra một thân đúng là mình vừa mới gặp được trên chiếc kim thuyền kia long tộc thủ lĩnh nô lệ cứu lấy chúng ta kia long tộc thủ lĩnh hướng bọn hắn huy động hai tay thúy nham lâu thuyền từ bên cạnh chạy qua hứa ứng nghĩ nghĩ không cứu được người phía trước lại là một chiếc to lớn độ thế kim thuyền ánh vào tầm mắt của bọn họ, bỏ neo ở trong hỗn độn hải, chiếc kim thuyền này bị ăn mòn đến thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là to lớn lỗ rách. Thúy nham lâu thuyền từ chiếc kim thuyền này trong lỗ rách lẳng lặng xuyên qua, còn có thể nhìn thấy trên thuyền lưu lại một chút thi cốt, đang chậm rãi hóa thành hỗn độn chi khí. Lâu thuyền tiến lên, một chiếc lại một chiếc độ thế kim thuyền lần lượt ánh vào tầm mắt của bọn họ, những này kim thuyền bị ăn mòn trình độ khác biệt, một chiếc so một chiếc rách nát. Đợi cho về sau liền không còn có nhìn thấy những này kim thuyền. Vừa rồi có thể là một lần thời gian tiếng rội, Thạch Thiên Dưỡng suy đoán nói, trong hỗn độn hải thường xuyên sẽ có dạng này tiếng rội, thuyền của chúng ta bị những gợn sóng này quấn lấy, dẫn tới khác biệt dòng thời gian. Đợi gợn sóng đi qua liền tốt, hứa ứng khó hiểu nói, thật là tiếng rội sao, vì sao chúng ta có thể nhìn thấy ngàn vạn năm trước nhân vật. Thạch Thiên Dưỡng cười nói, thời gian tiếng rội đương nhiên là muốn đem ngươi mang về quá khứ, bất quá đây là trong hỗn độn hải đi qua, cùng trong từng vũ trụ thời gian khác biệt, bởi vì bất luận cái gì thời gian đối với hỗn độn hải tới nói đều không có ý nghĩa. hắn dừng một chút, suy đoán nói, hơn phân nửa phụ cận có một cái hồng nguyên sinh ra, ở trong hỗn độn hải nhấc lên thời gian tiến dội. loại hiện tượng này cũng không hiếm thấy. hứa ứng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi hồng nguyên sinh ra thời gian tiến dội, gặp được ngàn vạn năm trước người, còn chứng kiến bọn hắn tử vong mục nát biến mất quá trình. loại chuyện này trở lại tam giới nói cho người khác biết chỉ sợ bọn họ đều muốn nói hứa đạo tổ điên rồi. Chờ một chút, người nói Hồng Nguyên sinh ra, sẽ sinh ra thời gian tiếng rồi. Hứa ứng đột nhiên tỉnh lại một chuyện, dò hỏi. Thạch Thiên Dưỡng nói, ta cũng là nghe những cái kia trinh sát nói, ta đi trong biển số lần rất ít, cũng chưa từng thấy tận mắt. Bọn hắn nói Hồng Nguyên sinh ra sẽ sinh ra thời gian tiếng rội, Hồng Nguyên hủy diệt, cũng sẽ có thời gian tiếng rội. Hồng Nguyên đản sinh tiếng rội tương đối nhỏ, chúng ta vừa rồi nhìn thấy ngàn vạn năm trước đã qua đời người, đã coi như là rất lớn tiếng rồi. Lớn nhất chính là Hồng Nguyên hủy diệt tiếng rồi. Hứa ứng dò hỏi, Hồng Nguyên hủy diệt tiếng rồi, sẽ xuất hiện chuyện gì? Thạch Thiên Dưỡng nói, nghe nói gặp được loại này tiếng rồi người, sẽ phát hiện chính mình tiến vào vũ trụ này khởi nguyên một khắc này, sau đó sẽ trong khoảng thời gian ngắn kinh lịch vũ trụ này một đời. Chỉ là loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy. Hứa ứng mở to hai mắt, hắn tại tam giới lúc, nhưng không có gặp được loại này kỳ lạ sự tình. Bất quá, ta còn nghe một vị bất hủ chân vương nói gặp phải hồng nguyên hủy diệt tiếng rội cách khá xa còn dễ nói nếu là cách gần đó thứ nhất phát trùng kích liền tan xương nát thịt thạch thiên dưỡng nói liền xem như bất hủ chân vương cũng vô pháp tại loại huy năng kia tiếng rội bên dưới may mắn còn sống sót hứa ứng cười nói lẽ nào lại như vậy nếu là không cách nào tại bực này tiếng rội bên dưới may mắn còn sống sót như vậy có thể hồi tưởng vũ trụ cả đời loại chuyện này đến cùng là ai truyền tới thạch thiên dưỡng nghĩ nghĩ nói ta cảm thấy, hơn phân nửa là ta bị ngạn đại đạo chủ trải qua loại chuyện này. Bọn hắn đang nói, chợt nghe hỗn độn hải chỗ sâu có tiếng chuông truyền đến, tiếng chuông càng ngày càng gần. Cái chuông này, chẳng lẽ chính là đem minh đạo đế chỗ độ thế kim thuyền đụng về tam giới chiếc chuông kia? Hứa ứng nhìn thấy hỗn độn hải bị tiếng chuông khuấy động đến sinh ra tầng tầng gợn sóng, gợn sóng hình thái rất giống đạo văn, phù văn, lý văn các loại cơ cấu, nhưng lại huyền ảo rất nhiều, không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tranh thủ ngay tại hắn võ đạo động uyên bên trong tu luyện chuông lớn tế lên chuông lớn còn tại chỉ đạo chu tiên tàn kiếm tu hành đột nhiên liền bay lên thân chuông càng lúc càng lớn không khỏi kinh ngạc a à, ứng ngươi làm cái gì keng đỉnh đầu bọn họ đột nhiên truyền đến tiếng chuông du dương hỗn độn hải mặt ngoài cũng lên rất nhiều nhăn nheo sức mạnh kỳ diệu truyền lại xuống tới chuông lớn mặt ngoài lập tức cũng nhiều thêm rất nhiều nhăn nheo tiếng chuông dần dần đi xa cuối cùng không thể nghe thấy a à, ứng người để một chiếc chuông khác, tại trên người của ta tô tô vẽ vẽ. Chuông lớn bi phẫn muốn tuyệt, hứa ứng thu hồi chuông lớn, lập tức quan sát trên vách chuông những hoa văn kỳ lạ kia, nhưng mà chỉ là vừa vặn nhìn thoáng qua, liền trong tai mắt mũi miệng toát ra hỗn độn chi khí. Hắn không khỏi dùng mình, không còn dám nhìn, thạch thiên dưỡng cũng nhìn thoáng qua, liền từng ngụm từng ngụm phun ra hỗn độn chi khí, suýt nữa bị tan đi. Hai người không rét mà run hứa ứng liền tranh thủ chuông lớn nhét về võ đạo động uyên bên trong, lòng còn sợ hãi a à, ứng người tại trên người của ta viết cái gì chuông lớn thanh âm từ trong võ đạo động uyên truyền đến kiếm gia người thế nào người tỉnh hứa ứng vội vàng đem chu tiên kiếm mời ra võ đạo động uyên chu tiên kiếm thăm thẳm tỉnh lại vừa mới nó cũng nhìn trên vách chuông hoa văn kém chút bị hóa thành hỗn độn chi khí trung gia người đừng đi ra hứa ứng phân phó một câu cùng thạch thiên dưỡng liếc nhau lộ ra vẻ kinh ngạc thông thiên kiếm chủ bội kiếm vậy mà cũng chịu không được trên vách chuông hoa văn. Hứa ưng ánh mắt chấp động, trung ra trên người lạc ấn, có thể là một loại kỳ lạ đại đạo cơ cấu, chỉ là loại này đại đạo cơ cấu thực sự cao đẳng, cao đẳng đến nhìn một chút liền sẽ bị đồng hóa tình trạng. Cái này cùng Thúy Nham phá hủy tam giới, là một cái đạo lý. Chỉ là, bay qua chiếc chuông kia, đến cùng là lai lịch gì? Trong lòng của hắn thầm nghĩ, chuông lớn bị hứa ứng nhốt tại trong động uyên đầu tiên là hối hận, về sau liền rộng rãi, tự mình tu luyện. Về phần Chu Tiên Kiếm, hứa ứng đưa nó an bài đến Thái Nhất Động Nguyên bên trong, miễn cho chuông lớn đồng hóa. Trong hỗn độn không biết nhật nguyệt, Thúy Nham lâu thuyền ở trong biển đi thuyền, không phân biệt phương vị, hai người một mực thôi động lâu thuyền, để lâu thuyền chính mình lái về phía bỉ ngạn bến đỏ phương hướng. Hứa ứng lĩnh hội hỗn độn đại đạo, cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, hỗn độn động nguyên dần dần khuếch trương ra, giống như bên trong cất giấu một mảnh hỗn độn hải. Một ngày này, Thạch Thiên dưỡng thanh âm ngạc nhiên truyền đến, hứa đạo tổ, chúng ta đến bỉ ngạn bến đò. Không tốt, bọn hắn đã phát hiện ta mất tích, đổi cái thủ tướng. Trường 1276, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hứa ứng từ trong mộ đạo tỉnh lại, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước bỗng nhiên quang minh đại phóng, một mảnh cổ lão hùng vĩ thế giới ánh vào tầm mắt của hắn. Hắn nhìn thấy quy mô hùng vĩ thái nhất chi khí, hồng mông tử khí, hỗn độn chi khí, thái thương chi khí, âm dương nhị khí, huyền hoàng nhị khí, ngũ hành chi khí nhiều vô số thiên địa nguyên khí bồng bình tại minh mông vô ngần giữa thiên địa, có giống đoá đoá tường vân, có giống như thủy thiên chi trụ. Hắn phóng nhãn nhìn lại, chỗ xa hơn còn có chút đại đạo chi cảnh, tráng lệ phi phàm, khác biệt đại đạo chi cảnh, bày biện ra khác biệt hình thái. Ở nơi đó lĩnh hội đại đạo, tất có thể rất nhanh nhập đạo, thu hoạch được phi phàm thành tựu. Hứa ứng khai sáng tân đạo, tu luyện động nguyên mấu chốt nhất một vòng, chính là luyện thành đạo cảnh, mà tam giới tự nhiên đạo cảnh kỳ thật không nhiều, càng nhiều hơn chính là đế thanh huyền sau khi chết lưu lại thập đại đạo cảnh. Về phần mặt khác đạo cảnh, ở vào trong vũ trụ sao trời, hứa ứng đang phi thăng trên đường gặp qua rất nhiều tráng lệ đạo cảnh. Chỉ có về sau bổ sung hồng nguyên hạch tâm, tam giới đạo cảnh mới dần dần tăng nhiều, bất quá đại bộ phận đạo cảnh cũng đều ở vào trong vũ trụ sao trời. Muốn tìm hiểu đạo cảnh, cần lặn lội đường xa chạy tới sâu trong tinh không, dần dần lĩnh hội. Nhưng mà bị ngạn đạo cảnh liền tập trung ở mảnh này màu mỡ giữa thiên địa, Số lượng rất nhiều, cực lớn phong phú. Thế giới này mỹ lệ kỳ lạ, là hắn tại tam giới chỗ không thấy. Khó trách nơi này sẽ bị gọi Bỉ Ngạn, nơi này thật là tu sĩ trong suy nghĩ Bỉ Ngạn, đạo pháp hưng vượng, đạo cảnh phong phú, đạo khí dồi dào. Hứa ứng trong lòng không khỏi tán thưởng, Bỉ Ngạn cướp đoạt mấy ngàn trong hỗn độn hải vũ trụ, đem tài phú tập trung ở đây, mới có thể có như vậy tráng quan một mặt. Thạch Thiên dưỡng lại tâm thần bất định bất an, bọn hắn khoảng cách bến đỏ càng ngày càng gần sắp lái rời hỗn độn hải thầm nói nên như thế nào mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra hắn vốn là nơi đây thủ tướng bị ẩn nguyên tử bức hiếp mới không thể không rời đi bến đỏ hiện tại lại bị hứa ứng bức hiếp trong lòng bất ổn chỉ cảm thấy nếu là bị người phát hiện chính mình chỉ sợ liền muốn chết không có chỗ trôn đúng lúc này từng chiếc thúy nham lâu thuyền nhao nhao từ bến đỏ bên trong trượt ra lâu thuyền lên đường hướng bọn họ đây bên này chạy như bay tới chúng ta bị phát hiện thạch thiên dưỡng không nói lời gì thân thể lay động, hiện ra thiên tí cổ thần thân thể, như thần như ma, đằng đằng sát khí, cầm trong tay trăm ngàn kiện uy lực mạnh mẽ pháp bảo, liền muốn đại khai sát giới. Hắn thần ma thân thể cường hoành không gì sánh được, đồng dạng là đạo cảnh bát trọng, vậy mà có thể cùng hứa ứng lấy cứng trọi cứng. Giờ phút này hắn hung tính đại phát, quả nhiên là dọa người vô cùng, ngay cả hứa ứng đều bị giật nảy mình. Hứa ứng cũng phi tốc tám hóa, trận địa sẵn sàng đón quân địch, thầm nghĩ, đợi chút nữa động thủ, ta liền thôi động trung ra, Cử một chút trên vách chuông của quái hoa văn là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, một chiếc thúy nham lâu thuyền bên trên một nữ tử quát, hai người các ngươi làm cái gì? Làm sao ngược lại về bến đỏ rồi, còn không mau đi tìm cái kia mới đản sinh hồng nguyên. Hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng ngây người, nữ tử kia quát, các ngươi nếu là trộm gian dùng mánh lưới, cửu tuyền chân vương biết, chặt các ngươi đầu. Hứa ứng nhỏ giọng nói, thạch đạo hiếu, nhóm này trinh sát, tựa như là phụng cửu tuyền chân vương chi mệnh, đi tìm hồng nguyên kia. Thạch Thiên Dưỡng chừng to mắt, lẩm bẩm nói, không phải tựa như là, mà là nhất định là. Cửu Tuyền Chân Vương cũng tới, hứa ứng thuận ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ gặp trên một chiếc lâu thuyền, một tôn thể phách cao lớn dị nhân đầu đội cao quan, người khoác bên ngoài xanh bên trong trắng trường bào, sắc mặt trắng bệch, lộ ra có chút thon gầy. Một thân sau lưng một vùng tăm tối, mơ hồ có thể thấy được to to nhỏ nhỏ động nguyên ở trong hắc ám trầm luân xoay tròn, dao động không chừng. Một tôn hoàn toàn thể bất hủ chân vương. Hứa ứng trong lòng máy động, vội vàng thay đổi đầu thuyền, hướng Thạch Thiên Dưỡng nói, chúng ta về trước hỗn độn hải, lại tùy thời trở về. Thạch Thiên Dưỡng tỉnh ngộ, không dám cùng cử tuyển chân vương đối mặt, cùng hứa ứng liên thủ thôi động thúy nham lâu thuyền, hướng về hỗn độn hải chỗ sâu chạy tới. Cử tuyển chân vương đột nhiên lòng có cảm giác, hướng hai người trông lại, khẽ nhíu mày, nghi ngờ nói, hai cái này trinh sát, thực lực giống như so mặt khác trinh sát cao hơn một mảng lớn. Dưới chân hắn lâu thuyền đột nhiên ra tốc, lái vào trong hỗn độn hải. Lần này trong hỗn độn hải có hồng nguyên sinh ra, bị ta dẫn đầu cảm ứng được chỗ này nếu là có thể vì ta đoạt được, tương lai chứng đạo đại đạo chủ cảnh giới cũng không nói chơi. Trong lòng của hắn một mảnh suốt ruột, lần này trong hỗn độn có hồng nguyên sinh ra, liền ở vào bỉ ngạn cách đó không xa. Nhưng ba động truyền lại đến bỉ ngạn, đã cực kỳ nhỏ, tùy tiện khó mà bị người phát giác. Hắn cảm ứng cực kỳ nhạy cảm, bắt được cái này nhỏ không thể thấy ba động, bởi vậy đi vào bến đỏ, khiến cái này trinh sát tiến vào hỗn độn hải, trợ giúp chính mình đi tìm Hồng Nguyên. Hồng Nguyên là vũ trụ phôi mầm, ẩn chứa lớn lao năng lượng, toàn bộ vũ trụ đại đạo hình thái, nếu là có thể đạt được, tu vi thực lực của hắn thế tất sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu là có thể đem Hồng Nguyên xem như động nguyên, thắng qua bất hủ cấp động nguyên gấp trăm lần, trùng kích đại đạo chủ cảnh giới liền có hy vọng. Hứa ứng cùng Thạch Thiên Dưỡng đứng tại trên lâu thuyền, bỗng nhiên chỉ cảm thấy cái kia cửu tuyển chân vương khí tức tiếp cận, trong lòng máy động, vội vàng thôi động lâu thuyền tăng thêm tốc độ. Thạch Thiên Dưỡng trong lòng lo sợ bất an, chẳng lẽ ta làm bị ngạn phản đồ sự tình, bị chân vương phát hiện. Lúc này, lại có Thúy Nham lâu thuyền lái tới, từ hỗn độn chi khí bên trong xuyên qua, ánh vào tầm mắt của hắn. Tiếp lấy càng nhiều lâu thuyền cũng lái tới, bọn hắn tại hướng bên này tìm kiếm, không phải phát hiện ta làm phản đồ sự tình. Thạch Thiên Dưỡng nhẹ nhàng thở ra, hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên nói cửu chân vương muốn tìm Hồng Nguyên, ngay tại trên con đường này, không phải là chúng ta ở trên đường gặp phải cái kia phát ra thời không tiếng rội hồng nguyên A. Thạch thiên dưỡng tỉnh ngộ, nói, nhất định là hồng nguyên kia. Hồng nguyên kia, hẳn là tại chúng ta lần thứ nhất gặp được kim thuyền địa phương. Hứa ứng lắc đầu nói, nếu như lấy thời gian thứ tự trước sau đến phân, hồng nguyên kia hẳn là tại kim thuyền triệt để hủy diệt địa phương. Nhất định ngay tại phụ cận kia, thạch thiên dưỡng cẩn thận nghĩ nghĩ, khen, ngươi nói đúng. Nhưng là, trong hỗn độn hải không có không gian mà nói cũng không có trên dưới tứ phương tiến vào bên trong lơ lửng không cố định chúng ta nên như thế nào tìm được chiếc kim thuyền kia hủy diệt chi địa hứa ứng cười nói chúng ta là tại từ tam giới đến bỉ ngạn trên đường gặp được chiếc kim thuyền này nói cách khác chúng ta chỉ cần dựa theo đường cũ trở về liền có thể trở lại nơi đó trùng hợp ta tại bỉ ngạn sa la bên trên lưu lại lạc ấn có thể thuận cùng bỉ ngạn sa la cảm ứng đường cũ trở về Thạch Thiên dưỡng trong lòng thình thịch đập loạn, đoạt tại cửa phiền chân vương cùng những trinh sát kia trước đó, tìm được Hồng Nguyên chiếm làm của riêng. Ý nghĩ này, thực sự quá lớn mật, nếu phản bội Bỉ Ngạn, vậy liền phản bội đến triệt để một chút. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, hứa ứng tinh tế cảm ứng Bỉ Ngạn xa la, sau một lúc lâu, u ám trong hải vực một đầu tinh tế sợi dễ uốn lượn sinh trưởng mà tới. Hứa ứng lúc này thôi động lâu thuyền, hướng về sợi dễ tới phương hướng chạy tới. Chung quanh bọn họ Thúy Nham lâu thuyền càng ngày càng ít, khoảng cách một lần cuối cùng nhìn thấy kim thuyền hài cốt cũng càng ngày càng gần. Hồng Nguyên hẳn là liền tại phụ cận, hứa ứng thả chậm tốc độ, không còn cảm ứng xa la thụ, liền gặp sợi dễ kia trong chấp nhoáng lùi về, biến mất ở trong hỗn độn. Hai người khống chế lâu thuyền, cẩn thận từng ly từng tí tại phụ cận tìm kiếm, nhưng mà lâu thuyền đi vòng một vòng lại một vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện gì. Đột nhiên hứa ứng tỉnh ngộ lại, độ thế kim thuyền khả năng hủy diệt tại 800 vạn năm trước, chúng ta đi trở về. Thạch thiên dưỡng nghe vậy, thôi động lâu thuyền hướng trở về. Qua mấy ngày, hứa ứng nói, ngừng, hẳn là ngay tại kề bên này, chương 1278, gặp lại ngộ không. Thạch đạo hiếu, ta đây là tại cứu ngươi, nếu là không giết bọn hắn, bị bọn hắn phát hiện ngươi cùng ta cấu kết, ngươi liền tại bỉ ngạn khó mà đặt chân. Hứa ứng nói, lúc trước ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi phối hợp, ta liền không giết ngươi. Bây giờ ngươi đưa ta đi vào bỉ ngạn, ta cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Từ nay về sau, đạo hữu tự do, đạo hữu nếu là nguyện ý, có thể đồng hành. Thạch thiên dưỡng cười ha ha nói, cùng ngươi đồng hành. Cùng một chỗ lưu lạc thiên nhai sao? Hứa đạo tổ, người tại tam giới là đạo tổ, tại bỉ ngạn, chính là tam giới thổ man. Ta cùng ngươi pha trộn, sớm muộn sẽ bên trên bảng truy nã, bị bắt được mất đầu. Hứa ứng cười nói, ta có thể thu lấy hồng nguyên, cũng có ngươi một phần công lao, ngươi liền bỏ được hồng nguyên thạch thiên dưỡng nghe vậy đứng tại chỗ trong lúc nhất thời có chút trần chờ không quyết hứa ứng thấy thế cất bước rời đi bỉ ngạn nhận định ta đã tử vong nếu là ta xuất hiện ở đây khẳng định khó thoát thẩm vấn bất hủ chân vương thẩm vấn ai có thể gánh vác được thạch thiên dưỡng sắc mặt âm tình bất định thầm nghĩ bọn hắn chỉ cần đảo qua trí nhớ của ta liền biết ta đã từng làm bỉ ngạn phản đồ bây giờ chỉ có mai danh ẩn tích trước tránh đầu gió lại nói hắn vội vàng hướng hứa ứng đuổi theo mà đi thầm nghĩ, hứa đạo tổ dù sao cũng là tam giới thổ man, đi vào ta bỉ ngạn, nhất định sẽ cẩn thận từng ly từng tí, không dám bốn chỗ gây tai họa. Hắn khẳng định so với ai khác đều coi chừng, cho nên đi theo hắn, nhất định an toàn. Hứa đạo tổ, chờ một chút ta, không Nguyên có ta một phần, người cũng không thể độc chiếm. Hắn phi tốc lao đi, hai người vừa đi, một chiếc thúy nham lâu thuyền lái ra hỗn độn hải, còn chưa chờ đến bến đỏ thủ tướng tiếp dẫn, cửu thuyền chân vương liền từ trên thuyền bay lên, vượt ngang hư không, đáp xuống trên bến đỏ. Không có thuyền trở về, cửu tuyền chân vương ánh mắt bốn phía quét tới, nhưng gặp vốn nên nên chấn thủ nơi đây thủ tướng, vậy mà hết thảy không có bóng dáng. Ngay cả thủ tướng cũng trừ đi, thời không đảo ngược, cửu tuyền chân vương hô quát một tiếng, pháp lực vận chuyển, lập tức bến đỏ phảng phất thời gian quay lại, từ hiện tại hướng lúc trước chảy tới. Rất nhanh, hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng thân ảnh xuất hiện, hứa ứng chấn động một giải hào quang, bỗng nhiên hướng về sau nhảy ra, rơi ở bên người Thạch Thiên Dưỡng, tiếp lấy hai người lui lại, thối lui đến một chiếc thúy nham lâu thuyền bên trên, thúy nham lâu thuyền thuận thần quang lui hướng hỗn độn hải. Chỉ là lúc này ngược dòng trong thời gian, cũng không có mấy cái thủ tướng thân ảnh. Thạch Thiên Dưỡng, hắn còn sống, về phần hắn bên người thiếu niên này, cũng không phải là bị ngạn bên trong người, ngược lại cùng thông thiên đạo nhân, hư hoàng bọn người không sai biệt lắm, hẳn là đến từ tam giới nhân tộc Man Di. Cửu tuyền chân vương có chút kinh ngạc, thấp giọng nói lại có tam giới thổ man đi vào bỉ ngạn rồi chẳng lẽ thạch thiên dưỡng tên phản đồ này mang tới tam giới thổ man tế lên mảnh kia lưu quang rất cổ quái nhìn như đánh vào không trung nhưng kỳ thật là đánh vào thủ tướng vị trí ánh mắt của hắn nhìn về phía chuông lớn chỗ chấn động phương vị nơi này không có để lại bất kỳ vật gì mà ta thời không đảo ngược thần thông chưa từng xuất hiện thủ tướng thân ảnh là bởi vì thủ tướng bị mảnh kia lưu quang trực tiếp hóa thành hỗn độn chi khí mấy vị này thủ tướng bị bảo vật này từ thời không bên trên xóa đi, bởi vậy không cách nào quay lại. bất quá bọn hắn trốn không thoát, thần thông của hắn phát tác, bốn phía thời không lại lần nữa đảo ngược. không trung lập tức hiện ra hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng tách ra tình hình, tiếp lấy lại là thạch thiên dưỡng đuổi theo hứa ứng tình hình. hai người chia của không đồng đều, thạch thiên dưỡng đuổi theo giết cái kia tam giới thổ man ý đồ cướp đoạt ta hồng nguyên. bất quá bạo ngựa bắt phe chim sẻ núp đằng sau thần thức của hắn như là thiên hải tràn lan, bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, hướng nơi cực xa kéo dài, tìm kiếm hứa ứng cùng Thạch Thiên dưỡng hạ lạc. Thần thức của hắn thực sự quá mạnh, trong khoảnh khắc bao trùm trăm triệu dặm không gian, trên trời dưới đất, một ngọn cây cọng cỏ đều là ở trong lòng bàn tay của hắn. Đồng thời, thần thức của hắn phạm vi bao phủ còn tại không ngừng kéo dài, lấy cực nhanh tốc độ hướng ra phía ngoài khuếch trương. Cùng lúc đó, tại thần thức của hắn trong phạm vi bao phủ, mỗi người nhất cử nhất động thậm chí thanh âm dung mạo, đều vô cùng rõ ràng chiếu rọi tại trong óc của hắn. Tốc độ của bọn hắn ngược lại là rất nhanh, cửu tuyền chân vương thần thức đạt tới cực hạn, nhưng vẫn là không thể tìm được hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng, không khỏi kinh ngạc không thôi, hai người này thực lực, vậy mà như thế cao minh, có thể trong thời gian thật ngắn liền chạy ra thần thức của ta phạm vi bao phủ. Đỉnh đầu của hắn, cửu khí trùng thiên, hóa thành cửu tuyền đại đạo, thẳng tới mây xanh, chín quẹo 18 rẽ, xâm nhập u ám chỗ. Từng tôn dung mạo phảng phất, nhưng khí chất khác nhau cửu tuyển đạo nhân nhau nhau từ cửu tuyển đại đạo bên trong đi ra, hướng về hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng rời đi phương hướng đuổi theo. Cái này chính vị đạo nhân chính là hắn đại đạo phân thân, thực lực cường đại không gì sánh được, riêng phần mình có cửu tuyển đại đạo bên trong một loại đại đạo. Bọn hắn mỗi một loại đại đạo, đều là bất hủ cảnh, mỗi một cái đạo thân đều không kém hơn ẩn nguyên tử năm đó dáng lâm thiên tiên giới đại đạo phân thân. Nhưng gặp hắn chín đại đạo thân qua lại trên trời, dưới mặt đất, hư không, u um minh, triệt để lục soát hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng trải qua tất cả không gian e sợ cho mất hai người tung tích hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng đối với cái này hồn nhiên không biết bất quá trước tiên rời xa bến đỏ là hai người chung nhận thức thạch thiên dưỡng đi theo hứa ứng chỉ gặp hắn khi thì trốn vào hư không khi thì chui vào u minh khi thì chuyển biến phương hướng lại hoặc là nhất khí hóa tam thanh chia phương hướng khác nhau chạy trốn không khỏi khâm phục không thôi ta đi theo hắn cùng đúng người ta liền không có nhiều như vậy bỏ mạng kinh nghiệm hứa đạo tổ cẩn thận như vậy, cửu tuyền chân vương nhất định không cách nào tìm kiếm đến tung tích của chúng ta. Ta cũng không phải là càn dỡ người, hứa ứng hướng thạch thiên dưỡng nói, ta đến bỉ ngạn, cũng không phải là chịu chết, cũng không phải phải đại náo bỉ ngạn, ta là tới tìm nơi nương tựa thân hữu. Thạch thiên dưỡng nghe vậy, cũng thoảng qua yên tâm, cười nói ta liền biết hứa đạo tổ là cái biết nặng nhẹ người. Người tại bỉ ngạn có thân hữu, hứa ứng gật đầu, nói thái thanh đạo tổ, cùng ta có nửa sư tri ân, ngọc hư đạo tổ, cùng ta cũng có nửa sư tri ân, còn có Ngọc Thanh Đạo Tổ, Hư Hoàng Đại Đạo Quân, Thái Ất Thiên Tôn, cũng cùng ta có nửa sư tri ân. Ta lần này đến chính là tìm nơi nương tựa bọn hắn. Đúng, còn có Phật Tổ, đã từng tặng cho ta một chuỗi Phật Châu, giúp ta độ kiếp được, cũng là thân hiếu. Thạch Thiên dưỡng nháy mắt mấy cái, trột dạ nói, người thân hiếu, phảng phất đều là bỉ ngạn trên bảng nổi danh ác ôn. Hứa ứng cười nói, cái này nhất định là các ngươi đối bọn hắn hiểu lầm. Tại chúng ta tam giới, bọn hắn là được tôn là đạo tổ nhân vật, làm sao có thể là ác ôn. Đúng, còn có thông thiên kiếm chủ, cùng ta cũng có nửa sư tri ân. Thạch thiên dưỡng trong lòng có chút trần chờ không biết chính mình phải chăng hẳn là tiếp tục đi theo hắn, dù sao hồng nguyên mặc dù diệu, nhưng tính mệnh quan trọng hơn. Nếu như chính mình đi theo hắn đi gặp thông thiên đạo nhân, hư hoàng đại đạo quân những ác ôn này, chỉ sợ chẳng những thanh danh bị hủy, còn muốn chết không có chỗ chôn Chúng ta chạy trốn xa như vậy, lại cải biến hành tích, còn cải biến dung mạo, cửu tuyền chân vương hẳn là không cách nào tìm được tung tích của chúng ta. Thạch thiên dưỡng nói, cửu tuyền chân vương, tại bỉ ngạn cũng không phải là đỉnh tiêm chân vương. Hắn xếp hạng kỳ thật không cao, hắn tìm không được chúng ta, liền sẽ về bất hủ chân vương ở đạo kỳ thiên. Hứa ứng phí hết tâm thần, đem chính mình suốt đời chạy chối chết thủ đoạn đều thi triển đi ra, tự tin cửu tuyền chân vương tuyệt đối không cách nào tìm được chính mình, cũng thả chậm bước chân, khiêm tốn thỉnh giáo nói cái gì gọi là đạo kỳ thiên. Thạch thiên dưỡng ngửa đầu nhìn lên, nói, đạo kỳ thiên, chính là ta bị ngạn trí cao thiên, là bất hủ chân vương nơi ở. Nơi đó tập trung tất cả bất hủ chân vương, bọn hắn đại đạo xuyên qua từng cái vũ trụ thời không, tuyên cổ bất diệt, che chở ta bị ngạn vô kiếp vô nạn, là một mảnh thuần túy do đại đạo tạo thành thế giới. Hứa ứng ngước đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời cao hơn, mơ hồ hiện ra một mảnh vô thượng thánh khiết đại đạo chi giới, hư vô mờ mịt, thần thánh phi phàm. Tuyên cổ bất diệt, vô kiếp vô nạn hắn cũng không nhịn được lòng sinh hướng tới, bị ngạn, mặc dù thu hoạch lấy ngàn mà tính vũ trụ, nhưng bị ngạn đám người hoàn toàn chính xác sinh hoạt không gì sánh được hạnh phúc. Đột nhiên, phía trước một mảnh mùi tanh hôi chuyển đến, hai người nhìn lại, chỉ gặp xích giã ngàn dặm trên mặt đất ghim từng cây trường mâu, trên trường mâu chọn từng khỏa đầu người. Những đầu người này đều bị cắt đi ra đầu, lộ ra sọ não. Hứa ứng nhìn thạch thiên dưỡng, thạch thiên dưỡng sắc mặt không thay đổi, nói ta bị ngạn dân phong thuần phát, những này cũng đều là tội ác cùng cực phạm nhân, bị chém đầu gian chúng. Hứa ứng tạm thời tin tưởng, hai người một đường tiến lên, bỗng nhiên phía trước pháp bảo thần thông bốn phía vù vù bay loạn, đánh cho thiên băng địa liệt, lại là hai nhóm dị nhân phát sinh xung đột, đang giao phong, bên trong một cái dị nhân không ngừng chấn động chống to, đem bốn phía địch nhân đánh cho nhục thân nhao nhao nổ tung. Đầu hàng, đầu hàng, chương 1279, một đạo khác dị nhân thấy thế, nhao nhao vứt xuống pháp bảo, quỳ mọp xuống. Đại chiếm thượng phong những dị nhân kia nhưng cũng không có làm khó bọn hắn, mà là đi lên phía trước, bắt bọn hắn lại ra đầu, đem đầu ra cắt xuống. Hứa ứng nhìn Thạch Thiên Dưỡng, Thạch Thiên Dưỡng cười nói, đây chính là ta bị ngạn võ đức rồi rào, đánh đầu thắng đó nguyên nhân. Bọn hắn một đường đi qua, thỉnh thoảng liền gặp được sống mái với nhau hiện tượng, hoặc là giết người cướp của, hoặc là cướp đoạt địa bàn, hoặc là buôn bán nhân khẩu, hoặc là buôn lậu đan dược, một lời không hợp, liền sẽ khai chiến, các loại pháp bảo vù vù bay loạn không thể không nói, bị ngạn hoàn toàn chính xác dân phong cuồng giã biêu hán, những dị nhân này sinh mà cường đại, bị ngạn đạo pháp lại cực kỳ cao thâm, chém giết, thường thường tử thương thảm trọng. Hứa ứng mở rộng tầm mắt, chỉ là bị ngạn linh khí như vậy rồi rào, lại cũng có người nghèo, số lượng rất nhiều. Hứa ứng thấy thế, không khỏi hồ nghi, ngẩng đầu nhìn về phía đạo kỳ thiên. Thạch thiên dưỡng thấy thế, cũng có chút thẹn thùng, nói, gần nhất chút năm, tập tục hoàn toàn chính xác có chút không tốt như vậy nhất định là các người tam giới thổ man chạy tới, làm nhiều việc ác, đem ta bỉ ngạn tập tục làm hư. Hứa ứng cười lạnh nói, chẳng lẽ là ta tam giới thổ man chạy tới, cắt người bỉ ngạn dị nhân ra đầu. Thạch thiên dưỡng đương nhiên nói, cắt ra đầu là ta bỉ ngạn phong tục, người chế diễu chúng ta phong tục, không khỏi có mất lễ tiết. Hai người đang nói bỗng nhiên phía trước truyền đến trận trận thần thông bộc phát rung động, thần thông này bộc phát độ chấn động, viễn siêu vừa mới những dị nhân kia ở giữa liều mạng tranh đấu. Hứa ứng tiến đến, xa xa liền nhìn thấy một đạo thân ảnh màu vàng trên dưới tung bay, đồng thời nghênh chiến hơn 10 vị bỉ ngạn cường giả, đánh cho thiên băng địa liệt. Đạo thân ảnh kia mạnh mẽ tấn mãnh, khi thì lấy một địch 10, khi thì lấy một hóa vạn, xuất thủ cực kỳ lăng lệ bá đạo, đầy trời đều là côn ảnh. Ngộ Không đạo nhân, hứa ứng kinh ngạc vạn phần, Ngộ Không đạo nhân lúc này thực lực tu vi, so tại thiên tiên giới gặp hắn lúc lại mạnh hơn một mảng lớn, chiến đấu pháp môn danh xưng đấu chiến thắng pháp, đánh nhau quả nhiên là dữ dằn không gì sánh được mà vây công hắn cái kia hơn 10 vị bỉ ngạn cường giả, vậy mà cũng là không yếu, cảnh giới cũng nhiều là đạo cảnh thất trọng bát trọng, tu vi hùng hồn, tu luyện, vậy mà cũng là thái thượng đạo. Ngộ không đạo nhân vô lậu kim thân, cũng là đến từ thái thượng đạo, cùng những này người vây công đồng suốt một môn đại đạo. Nhưng là song phương công pháp và thần thông lại không giống nhau. Song phương trên không trung bên cạnh chiến vừa đi, khoảnh khắc vạn dặm, thi triển thần thông, đánh cho bầu trời không ngừng nổ tung. Cái kia hơn 10 vị thái thượng đạo cường giả riêng phần mình tế lên pháp bảo, đồng thời hướng Ngộ Không đạo nhân ép đi. Ngộ Không đạo nhân ra sức ngăn cản, lập tức bị ép tới thân hình chìm xuống phía dưới, không thể cùng lúc cùng bọn hắn tất cả mọi người đối kháng. Lại có một người đưa ra tay, tế lên một ngụm bình ngọc quát thu. Ngộ Không đạo nhân lập tức bị một cỗ không gian kỳ dị chi lực, kéo thành một đầu dài nhỏ kim tuyến, thu nhập trong bình ngọc kia. Dị nhân kia cười ha ha, liền muốn đậy nắp bình, đột nhiên Đáy bình nổ tung ngộ không đạo nhân từ trong bình nhảy ra, một bọn đem dị nhân kia đánh thành trọng thương. Ngộ không đạo nhân giết vào đám người, thiếp thân gần đánh, rất nhanh từng cái thái thượng đạo cường giả riêng phần mình bị trọng thương, nhao nhao từ trên trời rơi xuống. Đạo của ta ta ở trong tam giới lấy được thái thượng đạo không phải chân truyền, như vậy chân truyền nhất định tại bỉ ngạn. Không nghĩ tới, ngay cả các ngươi cũng không có đạt được chân truyền. Kim Viên kia thu hồi cây gậy, tay áo bồng bềnh, liền muốn rời đi. Đột nhiên thiên khung nổ tung, một đạo thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, quát con khỉ, người từ ta trong động nguyên leo ra tam giới, lại làm tổn thương ta đệ tử, còn muốn bôi nhọ truyền thừa của ta, dung ngươi không được. Thân ảnh kia nhục thân rộng rãi, toàn thân khớp xương dị thường phát đạt, cơ bắp cứng như bàn thạch, sau đầu có một tòa không trọn vẹn thái thượng động nguyên. Hắn trưởng lực rơi xuống, lập tức bốn phía thời không ngưng tụ, đem ngộ không đạo nhân cố định tại ngưng kết trong thời không. Thạch Thiên Dưỡng kinh ngạc nói, chân vương ngự huyền thông hứa ứng nao nao, chẳng lẽ là thái thượng đạo vị kia bất hủ chân vương? Không đúng, thực lực của hắn tại sao không có trong tưởng tượng của ta như vậy khủng bố? Là, hắn hẳn là chỉ là một bộ đạo thân, nếu như là bản thể, phía sau hắn chắc chắn sẽ có to to nhỏ nhỏ động nguyên, liên tiếp đại thiên vũ trụ. Ngộ không đạo nhân nhe răng trợn mắt, diện mục dần dần dữ tợn ra sức vũ động kim bổng hướng thân thể vĩ ngạn kia qua gậy đập xuống. Chỉ là tại trong thời không ngưng kết, động tác của hắn lộ ra không gì sánh được chậm chạp đây chính là hứa ứng cảm thấy bị ngạn chân vương ngự huyền thông thực lực không có mạnh như vậy nguyên nhân nếu như là chân chính bất hủ chân vương ngộ không đạo nhân chỉ sợ ngay cả động đậy cơ hội đều không có chỉ có nhận lấy cái chết phần nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh mắt thấy ngộ không đạo nhân liền muốn mất mạng tại ngự huyền thông dưới lòng bàn tay đột nhiên một mảnh lập lòe quang mang hướng ngự huyền thông chạm mặt tới ngự huyền thông ngưng mắt nhìn lại chỉ gặp trong vầng hào quang là một ngụm chuông lớn trên vách chuông có chút nhăn nheo trạng hoa văn, nhìn một cái, liền phảng phất ẩn chứa cực điểm đạo diệu. Sau một khắc, ngự huyền thông trong hai mắt cuồn cuộn hỗn độn chi khí chảy ra. Đây là pháp bảo gì? Trong lòng của hắn kinh hãi, vội vàng đưa tay vỗ tới. Cạch, tiếng chuông truyền đến, chuông lớn xoay tròn lấy hướng về sau bay đi, ngự huyền thông bàn tay lập tức hóa thành hỗn độn chi khí cuồn cuộn mà xuống, trong lòng càng thêm sợ hãi. Loại này đại đạo cơ cấu, tại phía xa ta bị ngạn lý cơ cấu phía trên. Hắn vừa nghĩ đến nơi này, liền gặp phút sau không gì sánh được kiếm quang sáng tỏ chạy nhanh đến, ba nghìn ngụm tiên kiếm trên không trung hội tụ thành một dòng lũ lớn, suy một tiếng, đâm vào hắn ngay tại mục nát hóa thành hỗn độn chi khí trong lòng bàn tay. Trong cuồn cuộn kiếm khí chu tiên tàn kiếm là trận nhãn, mang theo vô thượng diệt tuyệt khí tức, thuận bàn tay của hắn đâm vào cánh tay của hắn, kiếm trận xoay tròn, điên cuồng biến ảo, những nơi đi qua, ngự huyền thông năm ngón tay bị xoắn nát, bàn tay bị xuyên thủng, cổ tay xương cổ tay vỡ vụn, đạo đạo kiếm khí từ dưới làn ra đâm ra, vù vù bay múa. Ngự huyền thông tức giận, một cái khác đánh tới hướng ngộ không đạo nhân bàn tay lập tức ngừng, hướng kiếm quang sau hứa ứng đánh tới. Hứa ứng sau lưng, thạch thiên dưỡng hiện ra thiên tí thần ma thân thể, vung vẩy các loại pháp bảo, ngang nhiên nghênh tiếp ngự huyền thông một trường này. Hắn cứ việc cao lớn, nhưng cùng ngự huyền thông so sánh hay là khéo léo rất nhiều, chỉ có ngự huyền thông lớn cỡ bàn tay, nhưng lại ra sức đón lấy ngự huyền thông một kích này. Cùng một thời gian, ngộ không đạo nhân thoát khỏi áp chế, phi thân vọt lên, vung lên cây gậy hung hăng nện ở ngự huyền thông trên chán. Một cô này rơi xuống, ngự huyền thông chán lõm xuống dưới. Chuông lớn gào thét bay tới, kêu lên, ứng ra tế ta. Hứa ứng quát tháo, phía sau nguyên thần từ từ bay lên, toàn lực thôi động chuông lớn. Keng, chuông lớn đụng vào ngự huyền thông đạo thân chỗ mi tâm, đem hắn sọ não phá tan, tiến vào trong đại não. Ngự huyền thông trong đại não chuyển đến keng keng tiếng chuông, một ngạt, nhưng lại mang theo không thể nào hiểu được đạo vận, cho dù không phải tại công kích hứa ứng, thạch thiên dưỡng cùng ngộ không đạo nhân, tiếng chuông cũng đem ba người chấn động đến trong tai mắt mũi miệng không ngừng có hỗn độn chi khí tràn ra. Ba người vội vàng phi thân lui lại, đột nhiên chỉ nghe một tiếng ẩm vang tiếng vang, ngự huyền thông cái kia không gì sánh được vĩ ngạn thân thể đổ sụp, thể nội hết thảy đại đạo, toàn bộ hóa thành hỗn độn chi khí. Hứa ứng hỗn độn động nguyên bên trong, phía kia trong hồ nước, đóa kia kỳ lạ hỗn độn liên hoa lại lần nữa phồng lên hắn hỗn độn động nguyên đem ngự huyền thông đạo thân biến thành hỗn độn chi khí hấp thu. Ngộ không đạo nhân kêu lên, chúng ta đi mau, ngự huyền thông chân thân, không được bao lâu liền sẽ đuổi tới. Chỉ nghe hưu một tiếng, hắn lập tức phá không mà đi. chương 1280, bất diệt lạc ấn. Hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng vội vàng đuổi theo, chỉ là ngộ không đạo nhân tốc độ thực sự quá nhanh, bọn hắn cuối cùng có khả năng, cũng chỉ là có thể xa xa treo ở phía sau phàm là chỉ cần hơi rớt lại phía sau một chút, đạo nhân kia cũng đã vô tung vô ảnh. Mỗi khi lúc này, ngộ không đạo nhân cũng nên dừng lại, chờ hai người. Cái này tam giới thổ man, đào mệnh bản sự cũng là nhất việt. Thạch thiên dưỡng khen, đãi bọn hắn sau khi đi, hư không nổ tung, bất hủ chân vương ngự huyền thông đi ra hư không, diện mục xâm nhiên, nhìn về phía hứa ứng bọn người phương hướng bỏ chạy. Phía sau hắn, to to nhỏ nhỏ động nguyên san sát, đối ứng bỉ ngạn trì hạ đại thiên vũ trụ. Kỳ quái, vừa mới tập kích ta hai người kia, một cái giống như là tam giới man di, một cái lại là ta bị ngạn thánh tộc. Ngự huyền thông thấp giọng nói, thánh tộc, làm sao lại cùng man di dựng vào rồi. Bị ngộ không đạo nhân đả thương những đệ tử kia nhao nhao tiến lên lễ bái, ngự huyền thông ống tay áo phất một cái, phá không mà đi, đuổi hướng hứa ứng bọn người, thấp giọng nói, man di chỗ tế lên pháp bảo rất có cổ quái, bảo vật này ta vẻn vẹn nhìn một chút, liền để cho ta hai mắt hóa thành hỗn độn chi khí. Bảo vật này uy lực không lớn, nhưng cơ cấu thực sự cao minh, có thể hủy đạo thân của ta. Đạo tâm của hắn cũng không nhịn được lên tham niệm, trên bảo vật này lạc ấn, so tu luyện hỗn độn đại đạo mà chứng đạo bất hủ hỗn nguyên đạo quân, còn muốn tinh diệu rất nhiều. Bất quá nhìn mọi giờ kia, tựa hồ không biết vận dụng, chỉ là tế lên pháp bảo kia mà thôi. Nếu là có thể vì ta đoạt được, hắn vừa nghĩ đến nơi này, bỗng nhiên lòng có cảm giác, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong hư không chui ra một cái cửu tuyển chân vương, tiếp lấy trong lòng đất cũng có một cái cửu tuyển chân vương chui ra, trên bầu trời còn có một cái cửu tuyển chân vương bay qua. Địa phương khác, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy cửu tuyển chân vương thân ảnh. Ngự huyền thông nao nao, thấp giọng nói, cửu tuyển chân vương đây là đang tìm kiếm cái gì? Là, chẳng lẽ hắn cũng thấy qua chiếc chuông lớn kia? Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cửu tuyển chân vương nếu là biết được bảo vật này, chắc chắn sẽ cũng động tham niệm, thế muốn đoạt bảo. Lão quỷ này, cái mũi so chó nhọn, người được vị thịt, so chó chạy còn nhanh. Ngự huyền thông ánh mắt chấp động, quả nhiên xa xa nhìn thấy cửu tuyển chân vương chân thân đi về phía bên này, tốc độ cực nhanh. Cửu tuyển chân vương cũng chú ý tới ngự huyền thông, trong lòng căng thẳng, ngự huyền thông lão quỷ này cũng biết hồng nguyên. Là, ta nói là thế nào sẽ có người trước ta một bước cướp đi hồng nguyên, nguyên lai là ngự huyền thông ở sau lưng dở trò. Hơn 600.000 năm trước, lão thất phu này bị hạo dập đại đạo quân gây thương tích, không biết những năm này đi qua, thương thế của hắn khỏi hẳn không có ánh mắt của hắn rơi sau lưng ngự huyền thông trong bóng tối, trong hắc ám này ẩn giấu đi vạn vạn ngàn ngàn thái thượng động uyên. Cửu tuyền chân vương nhãn tình sáng lên, lập tức nhìn ra những động uyên này bên trên vết rách lớn, vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình, hiển nhiên năm đó hạo dập đại đạo quân lưu lại thương, đến nay chưa từng khỏi hẳn. Ngự huyền thông lão thất phu này năm đó tôn hiệu đạo quân, so ta chân vương tôn hiệu cao hơn, hắn năm đó thực lực tại trên ta, bất quá hơn 60 vạn năm đi qua, Hắn bị đạo thương dây dưa, mà ta nhưng như cố tại tiến bộ, này lên kia xuống, ta nhất định có thể thắng hắn. Hai người đều mang tâm tư đối với đối phương làm như không thấy, riêng phần mình hướng hứa ứng bọn người chạy trốn, phương hướng đuổi theo. Hai vị bất hủ cảnh tồn tại vừa xảy bước ra, liền thấy thiên địa tại dưới chân bọn hắn tầng tầng lớp lớp, không ngừng co vào. Đợi cho bọn hắn bước chân rơi xuống, một cái khác bước nâng lên, cái kia co vào thiên địa liền tại sau lưng tự nhiên giãn ra, khôi phục như lúc ban đầu hai bọn họ không cần giống hứa ứng bọn người như vậy bỏ mạng phi nước đại tốc độ lại so hứa ứng bọn người càng nhanh dùng cái này tốc độ không được bao lâu bọn hắn liền có thể đuổi kịp hứa ứng ba người phía trước hứa ứng thạch thiên dưỡng còn tại đuổi theo ngộ không đạo nhân đạo nhân kia thỉnh thoảng dừng lại hướng bọn hắn ngoắc nhanh lên nhanh lên hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng bước nhanh chạy vội chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng dần dần sinh ra cảm giác mệt mỏi nhưng này ngộ không đạo nhân nhưng vẫn là sinh long hoạt hổ phảng phất tinh lực vô cùng vô tận. Trong bất tri bất giác, bọn hắn chạy vội không biết bao xa, nhưng mà tòa này bị ngạn đại lục vẫn là không có trông thấy cuối cùng. Hứa ứng trong lòng hãi nhiên, nếu là ở tam giới, cho dù là quy mô lớn nhất nhân gian giới, bọn hắn chỉ sợ cũng đã bay ra nhân gian. Nhưng mà bị ngạn hay là một chút nhìn không thấy bờ. Nhanh đến, ngộ không đạo nhân thúc giục nói, hai người cắn răng kiên trì, gắn bó toàn lực chạy, đột nhiên, phía sau bọn họ không gian vậy mà bắt đầu tầng tầng lớp lớp co vào đứng lên, đem thân hình của hai người kéo về phía sau đi. Hứa ứng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp ngự huyền thông hướng bên này đi tới, nhìn từ xa cũng không lớn, nhưng bước chân mở ra, hiện ra tại trước mắt hắn ngự huyền thông liền càng lúc càng lớn, càng ngày càng vĩ ngạn. Thậm chí ngay cả hứa ứng trước người không gian cùng đại địa, cũng bắt đầu gợn sóng giống như co vào, hướng ngự huyền thông tới gần. Hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng lập tức toàn lực chạy vội, lao về phía trước, phù quang lược ảnh giống như thoát ra ngàn vạn dặm, nhưng mà phía trước không gian lại lần nữa trồng chất, đem bọn hắn hướng ngự huyền thông dưới chân đưa đi. Trung gia, thạch đạo hiếu, toàn lực xuất thủ, hứa ứng tế lên chuông lớn, quát lên một tiếng lớn, thể nội từng tòa động huyên điên cuồng vận chuyển, toàn lực tế lên chuông lớn. Cùng lúc đó chuông lớn bốn phía, mấy chục tòa động huyên cũng đang điên cuồng xoay tròn, đem chính mình thôi động. Thạch thiên dưỡng cũng thôi động chính mình động nguyên đem tu vi tăng lên tới cực hạn đem hết khả năng thôi động chiếc chuông lớn này. Hai người một chuông liên thủ, hướng phía sau đánh tới. Tiếng chuông đại tác, trên vách chuông kỳ dị nhăn nheo phảng phất sống lại đồng dạng, phát ra không gì sánh được vang dội chuông vang, hình thành đạo đạo gợn sóng. Gợn sóng những nơi đi qua, bị ngự huyền thông lấy lớn lao pháp lực co vào không gian lập tức chôn vùi, ngự huyền thông một cước đạp hụt, liền thấy mình cùng hứa ứng đám người khoảng cách điên cuồng kéo dài, ở giữa là một mảnh từng sợi hỗn độn chi khí bồng bềnh vô đạo khu vực thật sự là bảo bối tốt cửu tuyền chân vương tán thưởng một tiếng từ bên cạnh hắn trải qua tiến vào trong vô đạo khu vực ngự huyền thông hừ một tiếng cùng hắn sánh vai mà đi thản nhiên nói cửu tuyền đạo hữu ta vật trong bàn tay ngươi cũng nghĩ nhúng chàm cửu tuyền chân vương cười nói bảo vật này vô chủ khi nào là của ngươi vật trong túi ai đem tới tay chính là ai hai người trong lúc nói chuyện lại đem khoảng cách kéo vào không ít đúng lúc này phía trước thiên địa thêm ra rất nhiều tráng quan phi phàm thần thông lạc ấn có như trưởng ấn có như liệt hỏa có như quần tinh còn có dãy núi giang hà thế giới chờ một chút kỳ dị cảnh tượng khác ở bầu trời cùng trên đại địa cử tuyền chân vương cùng ngự huyền thông sắc mặt biến hóa riêng phần mình dừng chân lại không còn dám co vào thời không sắc mặt đều có chút ngưng trọng ba người này thế mà chạy trốn tới nơi này thất sách thực sự thất sách ngự huyền thông phun ra một ngụm trọc khí nói nơi đây đã thành cấm khu, cửu tuyền đạo hữu còn muốn đi vào sao? cửu tuyền chân vương do dự một chút, lắc đầu nói: năm đó ngay cả thái nhất đại đạo quân đều thương tại trong tay người này, bị hắn cướp đoạt đại đạo quân xương hào, ta lại sao dám đặt chân nơi đây? nếu là ngự đạo huynh dám mà nói, như vậy ta cam nguyện đem bảo vật kia nhường cho. ngự huyền thông trần chờ, nhấc chân lên, muốn đặt chân mảnh đất kỳ dị này, đột nhiên phía sau ẩn ẩn làm đau, vết thương cũng lại có bị dẫn động lại lần nữa bộc phát xu thế hắn vội vàng dừng lại, từ đầu đến cuối không có bước ra một bước này. Bọn hắn chưa hẳn có thể từ trong mảnh cấm khu này đào thoát, nếu là chết ở bên trong, bảo vật kia tự sẽ rơi xuống. Ngự huyền thông tỏa chấn hư không, thản nhiên nói, chờ đến bọn hắn sau khi chết, ta lệnh người đi đem bảo vật mang tới. Cửu tuyền chân vương mỉm cười, nói ta còn có mấy cỗ đạo thân, đợi đến bọn hắn sau khi chết, mệnh ta đạo thân tiến vào trong cấm khu. Đến lúc đó, bảo vật này nếu là rơi vào tay ta, đạo huynh đừng để ta khó xử. Cũng vậy, ngự huyền thông mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, tĩnh tọa xuống tới. Hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng sông vào mảnh đất kỳ dị này, cũng nhìn thấy tồn tại ở trong thiên địa các loại thần thông lạc ấn, tinh diệu tuyệt luân, trong lòng riêng phần mình rung động. Phía trước ngộ không đạo nhân đột nhiên dừng bước, nói nơi này là một vị cao nhân ngộ đạo chi địa, ta đi ra ngoài đánh nhau thời điểm, phàm là gặp được đánh không lại, chỉ cần hướng nơi này vừa chui, liền không người dám can đảm truy kích, rất là dùng tốt. Hứa ứng tiến lên chào, cười nói, đạo nhân, đã lâu không gặp. chương 1281, ngộ không đạo nhân hoàn lễ, cười nói, hứa tiểu hữu đã thành hứa đạo tổ, thật sự là thật đáng mừng. Hắn tu luyện hay là cựu đạo, đại la diệu cảnh tu vi, không phải hứa ứng khai sáng tân đạo, nhưng là tiến cảnh tu vi quả thực nhanh đến mức kinh người. Hứa ứng dò xét ngộ không đạo nhân, chỉ gặp hắn tu vi so thiên tiên giới gặp hắn lúc càng thêm hùng hậu, ẩn ẩn có bước vào bất hủ xu thế thầm nghĩ hắn đi vào bỉ ngạn hẳn là chỉ có thời gian mấy năm làm sao tu vi tinh tiến đến loại trình độ này xem ra mấy năm này không có thiếu đánh nhau hứa ứng nhìn thấy ngộ không đạo nhân liền bất giác sinh ra một loại cảm giác thân thiết hắn trên võ đạo có thể có đại thành tựu chủ yếu dựa vào hai người chỉ điểm một là võ đế thẩm lạc một cái khác chính là ngộ không đạo nhân ngộ không đạo nhân truyền thụ cho hắn vô lậu kim thân chính là căn cứ vào thái thượng đạo một loại võ đạo công pháp đối với nhục thân rèn luyện có thể nói là thế gian cực hạn hứa ứng dựa vào môn công pháp này bao nhiêu lần trở về từ cõi chết bởi vậy đối với ngộ không đạo nhân cực kỳ cảm kích ngộ không đạo nhân đi thẳng về phía trước nói các ngươi đi theo ta không thể đi sai một bước nếu là xúc động nơi này thần thông thần tiên khó cứu hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo hắn e sợ cho đi nhầm hứa ứng vừa đi vừa nhìn chỉ gặp bốn phía thần thông lạc ấn càng kỳ quỷ tráng quan giữa thiên địa vậy mà tràn ngập một cỗ thuần túy đạo lực, ngừng kết tại trong những thần thông này, phảng phất là bị những lạc ấn này hấp dẫn tới. Bị ngạn thiên địa đại đạo, đạo lực cực kỳ nồng đậm, bị hấp dẫn tới đạo lực tương đương hung hiểm đáng sợ, nếu là xúc động những thần thông này, hứa ứng chỉ cảm thấy mình tuyệt đối sống không qua một chiêu. Ngộ không đạo nhân làm sao từ trong những tuyệt cảnh này tìm kiếm được sinh lộ. Hứa ứng trong lòng buồn bực, hắn vừa nghĩ đến nơi này, đã thấy ngộ không đạo nhân từ trên thân giật xuống một túm lông vàng, thổi ngụm khí, liền gặp lông vàng hóa thành từng cái ngộ không đạo nhân, riêng phần mình hướng địa phương khác nhau đi đến. Đột nhiên một làn gió mà thổi qua, mấy cái ngộ không đạo nhân đánh lấy dùng mình, huyết nhục tan rã hóa thành bạch cốt ngã xuống. Còn có ngộ không đạo nhân đi tới đi tới, liền chia năm xẻ bảy nhìn không ra là bị thần thông gì gây thương tích. Lại có mấy cái ngộ không đạo nhân cẩn thận từng ly từng tí dò đường, liền gặp càng ngày càng già nua, rất nhanh liền lão hủ phải đi bất động đường, ngã xuống đất hóa thành bạch cốt nơi xa, lại có một cái ngộ không đạo nhân đột nhiên thủ cấp cùng nhục thân tách rời, hai chân cùng thân trên tách rời, nhưng mà còn sống, vẫn tại đi thẳng về phía trước. Tiếp lấy liền không ngừng chia cắt, rất nhanh liền bị phân giải từng cái hạt bụi nhỏ. Nguyên lai là như thế tìm ra đường sống, hứa ứng bừng tỉnh đại ngộ, rất nhanh, ngộ không đạo nhân lông tơ hóa thân liền đã chết không còn một mảnh, đạo nhân này lại vổ xuống một thanh lông vàng, lại lần nữa thổi ngụm khí, lại có rất nhiều kim viên nhảy nhảy nhót nhót, tìm kiếm khắp nơi sinh lộ. Hứa ứng nhìn lại, ngộ không đạo nhân sau đầu lông vàng đã bị hao chọc, thế là thôi động động nguyên, là ngộ không đạo nhân cung cấp một chút nhục thân hoạt tính. Ngộ không đạo nhân trên thân lông vàng mọc đầy, không khỏi vừa mừng vừa sợ, cười nói có người bản lãnh này, ta không cần cố kỵ. Hắn thế là thân thể lay động, toàn thân lông vàng chóc ra, hóa thành vô số kim viên, líu díu, cãi nhau, hướng mảnh cấm khu này chỗ sâu đi đến. Hứa ứng gặp hắn thân thể sạch sẽ trơn chu chính là trên mặt lông vàng cũng không có nửa cái, đầu cũng trụi lùi, trong lòng cười thầm. Lão đệ, một lần nữa, ngộ không đạo nhân thúc giục nói, hứa ứng lại lần nữa thôi động nhục thân hoạt tính, rất nhanh ngộ không đạo nhân một thân lông vàng lại xảy ra mọc ra. Ngộ không đạo nhân rèn luyện một phen, lại lần nữa thân thể nhoáng một cái, đầy người kim viên rơi xuống đất, tiếp tục hướng phía trước dò đường. Hai người phối hợp, một cái thi pháp, trợ giúp ngộ không đạo nhân khôi phục nhục thân hoạt tính, một cái diễn hóa hóa thân, hướng về phía trước dò đường, lập tức hiệu suất tăng nhiều. Ba người trong bất chi bất giác tiến vào mảnh cấm khu này chỗ sâu, Hứa Ứng dò xét bốn phía thần thông, càng xem càng là sinh nghi. Nơi đây hẳn là một vị không tầm thường tồn tại ngộ đạo chi địa, bởi vì hắn thực lực quá mạnh, dẫn đến hắn tại ngộ đạo trên đường, diễn luyện thần thông, thần thông lạc ấn ở đây, kéo dài không tiêu tan, trở thành cấm khu. Nhưng là, hắn tinh thông đại đạo thực sự nhiều lắm. Hứa Ứng dần dần phân biệt những thần thông này, mỗi một loại thần thông đều là do thuộc tính khác nhau đại đạo cấu thành có thậm chí nhiều đến mười mấy loại đại đạo, cực kỳ phức tạp nhưng tương tự cực kỳ xảo diệu. Hắn cũng không phải ta, tu luyện nhiều như vậy đại đạo, có thể luyện tới sao? Trong lòng của hắn buồn bực, hứa ứng trước mắt chỗ gặp phải mấy vị bỉ ngạn bất hủ giả, ẩn nguyên từ tu luyện là thiên ẩn đại đạo, Ngự Huyền Thông tu luyện là thái thượng đạo, đều là tu luyện đơn nhất đại đạo, đem đơn nhất đại đạo tăng lên tới chứng đạo bất hủ cấp độ. Nếu như bọn hắn tại trên đường tu hành, tốn hao tinh lực đi tu luyện đại đạo khác hơn phân nửa không có bây giờ thành tựu. Ngộ không đạo nhân không ngừng dò đường, càng lúc càng thâm nhập mảnh cấm khu này, càng đi bên trong, thần thông uy lực liền càng lớn, tử vong kim viên liền càng nhiều. Hứa ứng đột nhiên dừng bước, dò xét bốn phía thần thông. Hắn vừa mới âm thầm tính toán, ở chỗ này ngộ đạo vị tồn tại kia, sử dụng đại đạo đã đạt tới 167 loại. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, ta mới tu luyện 38 loại đại đạo, hắn thế mà tu luyện 167 loại. Không đúng, là thấp nhất tu luyện 167 loại. Người này có vấn đề, đi qua hơn 10 ngày, bọn hắn tiến về phía trước đi ra 7 bước, khắp nơi đều là tử cục. Trên mặt đất, còn có rất nhiều bộ bạch cốt, hiển nhiên có người cũng từng tới qua nơi này, ý đồ thăm dò mảnh này ngộ đạo bí mật, kết quả chết tại phụ cận. Người tới tu vi không thể coi thường, thạch thiên dưỡng dò xét thi cốt một phen, từ dưới đất nhặt lên một khối pháp bảo tàn phiến, sắc mặt biến hóa, nói, người này là ta bị ngạn cực kỳ nổi danh thiên tài, đạo diệt kỳ nghe đồn vô cực ngộ đạo, đem vô cực đại đạo tu luyện tới gần như bất hủ cấp độ. Hắn mai danh ẩn tích nhiều năm, có người suy đoán hắn đang bế quan, trùng kích bất hủ cảnh, không nghĩ tới thế mà chết ở chỗ này. Hứa ứng xem xét pháp bảo tàn phiến kia, cũng không khỏi trong lòng máy động. Từ khối này trong pháp bảo tàn phiến, hắn có thể cảm ứng được vị này đạo diệt kỳ trên vô cực đại đạo tạo nghệ, còn ở phía trên hắn. Phía trước, ngộ không đạo nhân lại nhô ra một bước sinh cơ. Hứa ứng cùng thạch thiên dưỡng đuổi theo, đột nhiên, hứa ứng ánh mắt rơi vào một bên trên thần thông, không khỏi ngơ ngẩn, thật lâu không có nhúc nhích. Ngộ không đạo nhân giao động rơi một thân lông vàng, chờ mắt nhìn hắn, thúc giục vài tiếng, lão đệ, hứa lão đệ. Hứa đạo tổ, hứa ứng tỉnh táo lại, vội vàng cho hắn rót vào nhục thân hoạt tính, lập tức con khỉ toàn thân lông vàng căng vọt. Ngộ không đạo nhân luống cuống tay chân, luôn miệng nói đủ rồi. Đủ, hứa ứng dừng lại, tiếp tục thất thần nhìn chằm chằm đạo thần thông kia lạc ấn, đột nhiên nói, nơi này tất cả đại đạo, đều đem khép lại, hóa thành một loại đại đạo. Ta biết ở chỗ này người ngộ đạo là ai? Hạo thiên đế, hạo dập, chương 1282, có thể xưng tuyệt thế. Ngộ không đạo nhân chỉ là nghe nói qua hạo thiên đế tên tuổi, cũng không biết hạo dập người, cũng không biết hắn tại bỉ ngạn từng có một đoạn lịch sử cực kỳ huy hoàng. Thạch thiên dưỡng lại nghe được qua hạo dập tên tuổi, thất thanh nói, nơi này là hạo dập đại đạo quân ngộ đạo chi địa. Xong đời, chúng ta tiến vào hẳn phải chết chi địa. Hắn thấp thỏm lo âu, liền muốn đường cũ trở về, chỉ là đường về thực sự khúc chiết, hắn quay đầu nhìn lại, không biết nên như thế nào mới có thể đi ra ngoài. Hứa ứng hiếu kỳ nói, hạo dập đại đạo quân, hạo thiên đế là đại đạo quân. Đối với hạo thiên đế, hứa ứng chỉ là nghe di luân bọn người nói qua hắn đại khái sự tích, nhưng cũng không hiểu rõ. Thạch Thiên Dưỡng nói, người năm đó mở ra hạo dập đại đạo quân quan tài, dùng thi thể của hắn đến chấn nhiếp nguyên giới di tích chi chủ, chẳng lẽ không biết hắn có đại đạo quân tôn hiệu. Hứa ứng lắc đầu, năm đó hạo dập khiêu chiến các lộ chân vương, đạo quân, chưa gặp được địch thủ, một mực khiêu chiến đến Thái Nhất Đại Đạo Quân. Thái Nhất Đại Đạo Quân là sư tôn hắn, nếu là đánh bại Thái Nhất, hắn liền có thể thu hoạch được đại đạo quân tôn hiệu, trở thành bỉ ngạn tồn tại mạnh nhất, cao cao tại thượng. Thạch Thiên Dưỡng nói, Ta bị ngạn đại đạo quân chỉ có bốn vị là tứ đại chí cao vô thượng kẻ thống trị chỉ có trong truyền thuyết đại đạo chủ tại bọn hắn phía trên nhưng đại đạo chủ ai cũng chưa thấy qua trận chiến này qua đi thái nhất đại đạo quân bị hạo dập đánh bại hạo dập liền trở thành người thứ năm bởi vậy được tôn là hạo dập đại đạo quân hứa ứng đối với hạo thiên đế khiêu chiến bỉ ngạn cường giả ngược lại là có hiểu biết chỉ là không nghĩ tới bỉ ngạn thế mà lại nhận một vị ngoại nhân là đại đạo quân bỉ ngạn bất hủ chân vương hơn phân nửa không phải bị ngạn dân bản địa, rất nhiều là đến từ vũ trụ khác. Thạch Thiên Dưỡng hướng hứa ứng giải thích nói, tỷ như cửu tuyền chân vương, chính là đến từ Thái Hòa Trụ. Thái Hòa Trụ chính là bị ngạn hạ hạt một cái vũ trụ. cửu tuyền chân vương bởi vì thực lực cường đại, thiên phú cực cao, đi vào bị ngạn cầu học, lúc này mới tu thành bất hủ. Hứa ứng khó hiểu nói, bị ngạn chân vương hơn phân nửa đều là đến từ vũ trụ khác, chẳng lẽ liền không lo lắng bọn hắn sẽ tạo phản sao? Bị ngạn gieo rắc thúy nham, thu hoạch vũ trụ khác, không biết bao nhiêu người bởi vậy mất mạng, đây là huyết hải thâm cừu, không đội trời chung mối hận. Thạch Thiên Dưỡng cười lạnh nói, nhớ huyết hải thâm cừu, tựa như hạo dập đại đạo quân, đều bị đánh chết, huống chi những người khác. Huống chi, chân vương bọn họ chính mình cũng thu hoạch, bọn hắn ra tay thu hoạch bọn hắn xuất thân vũ trụ, so mặt khác chân vương ác hơn, nơi nào có huyết hải thâm cừu. Hứa ứng nghe vậy, có chút khó có thể lý giải được, sau một lúc lâu, lắc đầu, nói lầm bầm, làm sao cũng không nên thu hoạch người một nhà. Người một nhà, Thạch Thiên dưỡng chế diễu hắn lão thổ, nói, thu hoạch là một loại trí tuệ, người không vì mình, trời chu đất diệt, người không thu gặt, người chính là kẻ yếu. Kẻ yếu không xứng sống trên đời, hàng năm, cũng không ít vũ trụ khác nhân vật thiên tài thông qua các loại thủ đoạn, đi vào bỉ ngạn, bọn hắn nếu là không thu gặt, sống sót cũng khó khăn. Về phần muốn mang đi bỉ ngạn đạo Pháp, hắc hắc, lưu lại tính mệnh lại nói hứa ứng run lên nửa ngày từ từ nói đây chính là táng hóa táng hóa một từ là thập phế thiên quân liễu quán nhất khai sáng từ ngữ đối với bỉ ngạn người mà nói cái này gọi là quy thuận bọn hắn tiếp tục tìm kiếm sinh lộ hứa ứng trợ giúp ngộ không đạo nhân khôi phục lông tơ bên ngoài liền toàn tâm toàn ý lĩnh hội hảo thiên đế lưu lại thần thông lạc ấn những thần thông lạc ấn này chính là thái nhất đại đạo trí tuệ kết tinh mỗi một loại lạc ấn đều cực điểm cường đại hứa ứng bản thân chính là tu luyện thái nhất đại đạo lập nghiệp có thể nói như cá gặp nước. Hắn Thái Nhất Đại đạo tạo nghề cũng từ nước lên thì thuyền lên, hướng bất hủ cảnh tới gần. Không biết qua bao lâu ba người rốt cuộc đi vào mảnh cấm khu này trung tâm. Nơi này là Hạo Thiên Đế ngộ đạo địa phương, bốn phía thiên địa đại đạo trở nên dị thường nồng đậm. ở chỗ này thu hành, không để ý liền sẽ nhập đạo thắng qua địa phương khác gấp trăm lần. Ba người hết nhìn đông tới nhìn tây, nơi này không có bên ngoài như vậy dày đặc thần thông lạc ấn, ngược lại rất là thanh tịnh. Bọn hắn ngước đầu nhìn lên, bốn phía thần thông lạc ấn hình thành một mảnh nặng nề thiên khung, tráng lệ phi phàm. Ba người đều là tán thưởng không thôi. Phía trước có một tòa tiên điện, một gốc cổ thụ, xanh um tươi tốt, tán cây như hoa cái, bị nơi đây nồng đậm đại đạo tẩm bổ, vậy mà phát ra kinh thế uy năng. Gốc cây này hấp thu ngộ đạo thiên địa đại đạo cùng linh khí, uy lực của nó chỉ sợ so nhân sâm quả thụ cũng không kém cỏi. Hứa ứng nghĩ tới đây, trong lòng khẽ nhúc nhích, chính mình võ đạo động nguyên bên trong còn có một gốc tiểu xảo nhân sâm quả thụ không biết có làm được cái gì không bằng ngỏm tại đây nói không chừng có thể trưởng thành là thụ gia hứa ứng thầm nghĩ đột nhiên ngộ không đạo nhân dừng bước lại thấp giọng nói trong điện có người hứa ứng cũng phát giác được phía trước trong tiền điện có một cỗ khí tức khác không cần nghĩ ngợi liền thôi động võ cực chứng đạo vận chuyển trong nhục thân động nguyên đem tu vi tăng lên tới cực hạn ngộ không đạo nhân cũng lấy ra kim bổng Thạch Thiên Dưỡng hiện ra cổ thần ngàn tay thân thể, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Trong tiên điện, một tôn dị nhân đang nguy ngồi, nhìn như tuổi không lớn lắm, nhưng khí thức càng ngày càng mạnh, dạng nhánh cây lý văn quay chung quanh hắn tung bay, kết xuất đủ loại dị tượng. Dị nhân kia đột nhiên đứng dậy, bay ra tiên điện, đi vào gốc kia cổ lão dưới đạo thụ, một thức lại một thức thần thông thi triển, thần thông uy lực không lớn, lại cực điểm tinh diệu chi năng. Hắn hẳn là ở vào trong mộ đạo, đối ngoại ở hết thảy đều không có chú ý, cũng không biết hứa ứng ba người đi vào phủ cận. Hứa ứng nhìn ở trong mắt, kinh nghi bất định, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời những thần thông kia lạc ấn. Cái này dị nhân thi triển thần thông, cùng thiên khung bên trên những thần thông kia lạc ấn đơn giản giống nhau như đúc. Người này vậy mà tìm hiểu ra hạo thiên đế chỗ khống chế đại đạo, học được hạo thiên đế lĩnh mộ thần thông. Hắn tu luyện cũng là thái nhất đại đạo, hứa ứng ánh mắt chấp động, không ngừng dao động, khi thì nhìn về phía dị nhân kia, khi thì nhìn về phía thiên khung, tìm kiếm đối ứng thần thông. Dị nhân kia thi triển thần thông, thần thông bao hàm đại đạo, cùng thiên khung bên trên thần thông nhìn không ra khác nhau chút nào. Trong lúc nhất thời, dưới cây các loại thần thông bay múa, hình thành một tầng do các loại tráng lệ thần thông cơ cấu mà thành thiên khung, coi là thật chói lọi. Đột nhiên, dị nhân kia phản phất cảm ứng được bên ngoài có người đến, tán đi thần thông thiên khung, quay người hướng hứa ứng ba người nhìn tới. Dị nhân kia mắt lộ ra dị sắc, hiển nhiên cũng không có nghĩ đến thế mà lại có những người khác có thể xuyên qua tầng tầng thần thông màn trời đến chỗ này. Hắn thân thể càng ngày càng nhỏ dần dần khôi phục thường nhân cao lớn, một đầu tóc bạc, hẳn không phải là bị ngạn bản thổ thánh tộc, mà là đến từ vũ trụ khác. Sau đầu của hắn hiện ra một tòa thái nhất động nguyên, bốn phía còn có mặt khác động nguyên, nhiều vô số, ước chừng trăm số. Bỗng nhiên, cái này hơn một trăm tòa động nguyên nhau nhau cùng thái nhất động nguyên tương dung, để người trẻ tuổi tóc bạc kia tu vi liên tục tăng lên, hắn không phải bất hủ cảnh tồn tại, mà là một vị đạo cảnh bát trọng cường giả. Hắn hướng hứa ứng ba người đi tới, tóc bạc bay múa, trong mắt tinh quang lấp lóe, lấy bỉ ngạn đạo ngữ nói, khó được, lại có người có thể đi đến nơi này. Nhưng các người không nên tới nơi này, lại càng không nên nhìn thấy ta. Hắn đột nhiên xuất thủ, hướng hứa ứng, ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng đồng thời công tới. Hắn vừa động thủ này, hứa ứng liền lập tức phát giác được kỳ nhân thái nhất đại đạo muốn so chính mình thái nhất đại đạo càng cường đại hơn, Tinh thuần không gì sánh được, Thần Thông cũng muốn so với chính mình Thần Thông tới tinh diệu. Hứa Ứng không nghĩ ngợi nhiều được, lập tức điều động Động Nguyên, Hỗn Nguyên Động Nguyên Thủy Khí, Hỗn Động Động Nguyên Huyền Khí, Thái Nhất Động Nguyên Nguyên Khí, đồng thời bộc phát. Đối phương thi triển chính là Hạo Thiên Đế Thần Thông, cứ việc vận dụng tam khí, nhưng Hứa Ứng hay là tại đối phương áp bách dưới, thi triển ra Bất Hủ Bát Pháp bên trong một trọi một uy lực mạnh nhất một chiêu, Tích Địa Pháp. Hắn giơ cao hai tay, lập lòe phủ quang từ sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là khai thiên thích địa thần chỉ, vung lên đại phủ nghinh tiếp thần thông của đối phương. Hứa ứng đang thi triển ra một chiêu này đồng thời, liền lập tức ý thức được thần thông của mình kém xa đối phương. chương 1284, Hỗn Độn Linh Liên Hứa ứng hay là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nội tâm thật lâu khó mà bình phục. Người trẻ tuổi tóc bạc kia thực lực quá mạnh, cường đại đến ít nhiều khiến hắn cảm thấy có chút khó tin. Từ hắn trở thành luyện khí sĩ đến nay, Giống nhau cảnh giới liền khó gặp đối thủ, cho dù có người có thể cùng hắn sánh vai cùng, cũng rất nhanh liền sẽ bị hắn chỗ đánh bại. Nhưng là người trẻ tuổi tóc bạc này lần đầu để hắn sinh ra một loại không cách nào đánh bại cảm giác. Thái nhất đại đạo quân đệ tử, Hạo Thiên Đế cách đời truyền nhân. Ta kém hắn địa phương có rất nhiều, thủy khí, huyền khí, nguyên khí, cái này tam khí, ta vừa mới hiểu rõ, còn chưa từng ngộ ra cửu huyền biến hóa chi diệu. Nhưng với hắn mà nói, cái này vẻn vẹn điểm xuất phát Hứa ứng phun ra một ngụm chọc khí, thấp giọng nói, huyền khí sở sinh vượt quá không, nguyên khí sở sinh vượt quá động, thủy khí sở sinh vượt quá vô. Cho nên nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam giả hóa sinh cứ thế cửu huyền, từ chín phản một, chính là nhập đạo chân. Ta còn kém ngộ ra cửu huyền, từ chín phản một. Điểm ấy ta không bằng hắn, điểm thứ hai không bằng nam tử tóc bạc chính là, đối phương nắm giữ đại đạo số lượng, nhiều đến hơn 200 loại, đem cái này hơn 200 loại đại đạo dung nhập vào thái nhất đại đạo bên trong hơn 200 loại đại đạo, mang ý nghĩa hơn 200 loại động nguyên. Hắn hợp đạo đằng sau, hơn 200 loại động nguyên cũng sẽ sát nhập, hóa thành thái nhất động nguyên. Hắn thái nhất động nguyên thế tất cực kỳ bao la, cũng liền mang ý nghĩa tu vi của hắn chỉ sợ hùng hồn không gì sánh được. Hứa ứng thái nhất động nguyên dung hợp 30 loại khác biệt đại đạo cùng động nguyên, mà hắn có thể tu thành những đại đạo này cùng động nguyên, dựa vào là minh mạn truyền lại bỉ ngạn công pháp. Những này bỉ ngạn công pháp chỉ là bỉ ngạn truyền cho thiên tiên giới không trọn vẹn công pháp lấy công pháp này tu thành động nguyên cùng đại đạo, đều là tàn khuyết không đầy đủ. Bởi vậy tại đạo pháp cùng trên tu vi, hứa ứng cũng kém xa nam tử trẻ tuổi tóc bạc. Thứ ba, chính là đại đạo cơ cấu. Hứa ứng trước mắt đại đạo cơ cấu bao gồm long văn, đạo văn cùng phù văn, ba loại cơ cấu loại nào dùng tốt dùng loại nào. Nhưng cái này ba loại cơ cấu chỉ là nhìn xem tăng lên tới cùng bị ngạn lý văn cùng một phẩm cấp cấp độ, sẽ không bị lý văn thay thế. Long văn, đạo văn cùng phù văn, kỳ thật vẫn là không bằng Lý Văn rất nhiều. Hắn cứ việc lĩnh ngộ ra võ đạo không có đại đạo kết cấu, suy nghĩ ra một chút tầng thứ cao hơn đạo lý, nhưng vẫn là không thành hệ thống. Điểm thứ tư chính là thần thông của hắn cũng muốn thắng qua ta rất nhiều. Hứa ứng trong lòng yên lặng nói, trừ cái đó ra, chính là tam giới thiên địa đại đạo không trọn vẹn, cho đến trước đó không lâu mới bù đắp, kém xa bỉ ngạn đạo Pháp hưng vượng. Đây đối với hứa ứng hạn chế phi thường lớn, tại tam giới dưới loại hoàn cảnh này, tiếp xúc đến vĩnh viễn không có khả năng có cao đẳng đại đạo, càng không khả năng có cao đẳng truyền thừa. Muốn đổi kịp hắn, thậm chí siêu việt hắn, ta liền cần ngộ ra cửu huyền, từ chín phản một, lĩnh hội càng nhiều đại đạo, tu luyện càng nhiều động nguyên. Ta cần lĩnh ngộ ra so lý văn cao hơn một bậc phù văn đạo văn, cần lĩnh hội càng nhiều thần thông, kiến thức càng nhiều cao thủ. Hứa ứng lấy lại bình tĩnh, ngửa đầu nhìn về phía cái này đầy trời giống như sao dày đặc giống như thần thông lạc ấn. Nơi này là hạo thiên đế ngộ đạo chi địa hạo thiên đế là thái nhất đại đạo quân đệ tử, ở chỗ này lĩnh hội thái nhất chân truyền, tuyệt đối làm ít công to. Nam tử trẻ tuổi tóc bạc kia, hẳn là thái nhất môn hạ chắc đạo thuần, nghe nói hắn rất là lợi hại, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Thạch thiên dưỡng tỉnh táo lại, nói, xuất thân từ thái nhất đại đạo quân môn hạ người, quả nhiên ghê gớm, cùng chúng ta những này giã lộ khác biệt. Hứa ứng cười nói, nhưng thắng qua hắn, cũng không phải là không có khả năng. Tương lai, ta sẽ cùng với hắn lần nữa một trận chiến. Hạo Dập đại đạo quân Ngộ đạo địa, chính là chúng ta nơi phi thăng. Chỉ cần có thể lính ngộ ra nơi đây ảo diệu, tu vi thực lực của chúng ta đều đem lại lên một tầng nữa. Ngộ Không đạo nhân cũng bị kích thích mạch, đi vào dưới cây đạo thụ kia lĩnh hội. Năm đó Hạo Thiên Đế cũng dưới tàng cây Ngộ đạo, trầm ngâm, lưu lại rất nồng nặc đại đạo chi khí. Mấy chục vạn năm ở giữa, cây này hấp thu phụ cận đạo lực đạo khí, dưới tàng cây Ngộ đạo, nhập đạo cực nhanh. Thạch Thiên Dưỡng đi vào tiên điện, vừa mới nam tử trẻ tuổi tóc bạc chắc đạo thuần, chính là tại trong tiên điện ngộ đạo, tìm hiểu ra hạo thiên đế các loại thần thông. Hai bọn họ lựa chọn vị trí đều cực kỳ xảo diệu, là hai cái tốt nhất ngộ đạo địa phương. Hứa ứng đành phải tùy thiện tuyển một vị trí tỏa hạ, lẳng lặng, lặng cảm ngộ rời rạc ở trong thiên địa đạo lực đạo khí, lĩnh hội năm đó hạo thiên đế lĩnh ngộ ra đạo lý. Hắn chọn vị trí không bằng hai người nhưng hắn tu luyện chính là thái nhất đại đạo, bởi vậy nhập đạo tốc độ so hai người còn nhanh hơn, rất nhanh liền tiến vào cùng thiên địa đại đạo tương dung trạng thái bên trong, cảm ngộ mỗi loại đại đạo bất phàm. Ngộ không đạo nhân đến chỗ này những năm này, gặp được hung hiểm liền trốn đến mảnh cấm khu này, hắn vẻn vẹn ở ngoại tầng lĩnh hội, liền thực lực tu vi tiến nhanh. Giờ phút này đi vào hảo thiên đế ngộ đạo chỗ, tiến cảnh tự nhiên càng thêm tấn mãnh. Rất nhanh, ba người đều tiến vào trong ngộ đạo, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, không bị ngoại giới quấy nhiễu. Chu tiên tàn kiếm cũng chạy ra, tự nhiên mà vậy tiến vào trong mộ đạo, từng tòa tiểu xảo động uyên xoay tròn. Chuông lớn thì bay đến trên tiên điện không, đi lấy ra thạch thiên dưỡng nhập đạo lúc dẫn dắt mà đến đạo lực cùng đạo khí, cũng tiến vào trong mộ đạo. Mảnh này ngộ đạo cứ việc hung hiểm, nhưng nội bộ ngược lại an toàn, như đồng đạo Pháp Đại Dương minh mông, bảo tàng chỗ nào cũng có. Theo hứa ứng lĩnh ngộ dần dần làm sâu sắc, các loại đại đạo hội tụ, đạo lực đạo khí vậy mà hướng hắn bay tới, theo hô hấp của hắn bị hắn dẫn dắt nhập thể. Hạo Thiên Đế các loại cảm ngộ cũng ùn ùn kéo đến để hắn phảng phất nhìn thấy năm đó cái kia ngút trời anh tài ở chỗ này tham thiên ngộ địa tự lầm bầm tình hình Hạo Thiên Đế thanh âm phảng phất càng ngày càng rõ ràng trình bày các loại đại đạo diệu lý truyền thụ đạo sinh cửu huyền cửu huyền quy nhất ảo diệu thời gian dần trôi qua hứa ứng nhập đạo càng ngày càng sâu bốn phía thiên địa đại đạo cũng càng ngày càng hoạt bát hướng trong cơ thể hắn hội tụ một tòa lại một tòa động nguyên tự nhiên mà vậy tại phía sau hắn hình thành chậm chậm vận chuyển. Những động nguyên này phảng phất có được chính mình tự nhiên quý tích, khi thì cùng thái nhất động nguyên tương dung, khi thì cùng thái nhất động nguyên tách rời. Đây là hắn nắm giữ đại đạo mới biểu tượng, đây hết thảy đều là tự nhiên mà vậy phát sinh, hứa ứng cũng không tận lực đi dẫn đạo, mặc cho thái nhất đại đạo cùng những đại đạo khác sát nhập, cũng tùy ý thái nhất đại đạo hóa sinh vì những thứ khác đại đạo. Qua không biết bao lâu, hứa ứng sau đầu các loại to to nhỏ nhỏ động nguyên xoay tròn không ngừng, hiện ra khác biệt thiên địa đại đạo khí tức, cùng thái nhất động nguyên không ngừng tương dung không ngừng tách rời, tu vi của hắn cũng đang không ngừng tăng lên, pháp lực càng phát ra hùng hồn, thái nhất động nguyên cũng càng rộng lớn thâm thúy. đợi cho hứa ứng đem nơi đây tất cả đại đạo lĩnh hội một lần, sắp khi tỉnh lại sự tình đột nhiên xảy ra biến hóa, những cái kia to to nhỏ nhỏ động nguyên có cùng thái nhất động nguyên tương dung, có cùng hỗn động động nguyên tương dung, còn có cùng hỗn nguyên động nguyên tương dung. bọn chúng khi thì tách ra, lại sẽ dung nhập vào mặt khác hai cái lỗ nguyên bên trong, khác biệt đại đạo ở giữa. Dường như có thể lẫn nhau dung thông biến hóa. Những động nguyên này cùng Thái nhất động nguyên tương dung lúc, sản xuất chính là nguyên khí, cùng Hỗn động động nguyên tương dung lúc, sản xuất chính là huyền khí, cùng Hỗn nguyên động nguyên tương dung lúc, sản xuất thủy khí. Đây chính là Cửu Huyền chi diệu, nếu là có thể lĩnh ngộ ra Cửu Huyền quy nhất, Tam khí liền có thể quy nhất, khi đó mới tính được là đến Thái nhất đại đạo quân chân truyền. Hứa ứng tiếp tục nguy ngồi, các loại động nguyên lui tới càng thêm dày đặc, từ ba cái trong động nguyên chảy đến chảy ra biến hóa càng ngày càng nhẹ nhàng như ý. Đột nhiên, các loại đại đạo hòa làm một thể, hỗn động, hỗn nguyên cùng thái nhất tam đại động nguyên cũng từ ẩm vang sát nhập, ba tòa động nguyên, không phân khác biệt. Nguyên khí thủy khí cùng huyền khí, tam khí rốt cục hợp lưu. chương 1285, hứa ứng khí thức tăng vào chỉ cảm thấy động nguyên mới bên trong một cỗ thần diệu khó lường linh khí lại lần nữa trong động nguyên chảy ra, tẩy phạt nhục thân của mình nguyên thần, tẩy phạt các loại đại đạo, để nhục thể của hắn nguyên thần trở nên càng ngày càng mạnh, đại đạo càng ngày càng thuần túy. Hứa ứng nội tâm lâm vào lớn lao vui vẻ bên trong, hồn nhiên không có chú ý tới, giờ phút này cấm khu đạo lực, đạo khí ngay tại hướng hắn điên cuồng vào tới, lưu trú đến trong cơ thể của hắn. Hắn không có lựa chọn thích hợp nhất tu luyện vị trí, nhưng lưu trú trong cơ thể hắn đạo khí đạo lực, lại là ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng gấp mấy chục lần. phảng phất hắn tỏa hạ, mới là năm đó hạo thiên đến lĩnh hội chi địa. Đến tận đây, thái nhất chân truyền, từ chín phản một, rốt cuộc luyện thành. Qua mấy tháng, hứa ứng thăm thẳm tỉnh lại, mở to mắt, chỉ cảm thấy tu vi tăng lên rất nhiều, thái nhất đại đạo cơ hồ đạt tới bất hủ cấp độ, lúc này thái nhất động uyên có thể cùng hồng mông động uyên so sánh. Hồng mông đại đạo là hắn một cái duy nhất tăng lên tới bất hủ cấp độ đại đạo, bất quá cũng không phải là hắn tu luyện mà đến, mà là hắn bù đắp tam giới đạt tới, bổ thiên có được lớn lao công đức. Mà thái nhất đại đạo, lại là hắn tu luyện mà đến, giữ nguyên vững chắc thật tu vi. Hứa ứng trong lòng vui vẻ, đứng dậy, đã thấy chuông lớn chẳng biết lúc nào từ phía trên tiên điện rời đi, đi vào đỉnh đầu của mình, nghĩ đến nhất định là chính mình dẫn dắt mà đến đạo khí đạo lực càng thêm nồng đậm, mới có thể đem nó hấp dẫn tới. Ngộ không đạo nhân cùng thạch thiên dưỡng còn tại trong nhập đạo, cũng không tỉnh lại. Hứa ứng cẩn thận xem xét, ngộ không đạo nhân đi con đường cùng hắn khác biệt, hắn là lĩnh hội thái nhất chân truyền, lĩnh ngộ tam khí cửu huyền cùng quy nhất đạo lý, mà ngộ không đạo nhân lại là ý đổ lấy thái thượng đạo làm gốc đem mặt khác đại đạo dung nhập thái thượng đạo bên trong cử động lần này làm cho hứa ứng không khỏi động dung nếu là ngộ không đạo nhân có thể thành công chỉ sợ liền lại là một cái đại đạo quân thậm chí xa xa siêu việt tu luyện thái thượng đạo ngự huyền thông bất quá con đường này cực kỳ khó đi ngộ không đạo nhân tư chất ngộ tính mặc dù cao tuyệt nhưng là có hay không có thể đi thông hay là không thể biết được hứa ứng lại đi tới trong tiên điện Thạch Thiên dưỡng tu luyện con đường cùng bọn hắn hai cũng khác nhau. Thạch Thiên dưỡng vốn là một cái đứa trẻ bị vứt bỏ, bị người thu dưỡng, không có gì bối cảnh, có thể tu luyện tới hiện tại một bước này, dựa vào là Thiên Tư Thiên Phú của hắn. Hắn tu luyện là thần ma chi đạo, thần ma chi thể, bá đạo không gì sánh được, ngàn cánh tay riêng phần mình khống chế khác biệt pháp bảo. Bởi vì hắn tiếp xúc cao đẳng đại đạo cùng công pháp quá ít, những pháp bảo này cấp bậc đều lên không đi. Hiện tại ngồi tại Hạo Thiên Đế Ngộ Đạo chi địa bên trên, hắn các loại cao thâm đạo pháp liền nhao nhao vào tới, rót vào trong đầu của hắn. Mà cái này vừa vặn có thể tăng lên hắn thần ma chi thể cùng các loại pháp bảo uy lực. Thạch đạo hữu xuất thân, giống như cũng không phải bị ngạn thánh tộc. Hẳn là, hắn cũng là đến từ vũ trụ khác, hứa ứng thầm nghĩ, chu tiên tàn kiếm cũng trong tu luyện, nó thế mà cũng dẫn tới to to nhỏ nhỏ đạo lực đạo khí, đem chính mình rèn luyện càng thêm sắc bén, uy lực càng mạnh. Hứa ứng ngẩng đầu nhìn về phía tạo thành thiên khung các loại thần thông lạc ấn, lúc trước làm sao cũng xem không hiểu lạc ấn, hiện tại liếc mắt qua, hắn liền có thể thấy bảy tám phần. Không biết, bằng vào ta bản sự, có thể hay không nhìn một chút chung ra mặt ngoài nhăn nheo. Hắn nghĩ tới liền làm, lập tức tế lên chuông lớn, nhìn chăm chú chuông lớn mặt ngoài. Sau một khắc, hứa ứng tai mắt mũi miệng chảy ra hỗn độn chi khí, rừng đều ngăn không được. Tu vi của hắn so lúc trước mạnh hơn, nhưng bị hao tổn cũng càng nặng. Hứa ứng vội vàng nhắm mắt lại, lòng còn sợ hãi. Chuông lớn lười biếng nói, ứng tử, không được, liền không cần cậy mạnh nha. Ngươi mặc dù rất cố gắng, nhưng cùng ta vẫn là có như vậy một chút xíu tranh lệch. Hứa ứng hừ một tiếng, không có để ý nó, dứt khoát nghiên cứu lên hỗn độn động nguyên bên trong ao hoa sen kia cùng hồng nguyên. Trong hồ sen, hỗn độn liên hoa sâu kín thư triển sợi dễ, tựa hồ đang tìm kiếm hỗn độn chi khí, hắn hỗn độn động nguyên đã bị đóa hoa sen này hấp thu khô cạn đứng lên, bất kỳ cái gì hỗn độn chi khí vừa mới sinh ra, liền bị nó hấp thu không còn một mảnh trở thành hồng nguyên chất dinh dưỡng gốc này hỗn độn liên hoa giống như cũng đang trưởng thành hứa ứng kinh ngạc hỗn độn liên hoa chỉ bên trong phảng phất là tiên thiên bất diệt linh quang tạo thành nước lóa mắt không gì sánh được thế nhưng là trong hỗn độn hải tại sao lại sinh ra loại này vật kỳ lạ ta trước đó có thể vận dụng hồng nguyên hạch tâm tăng lên pháp lực tu vi hiện tại không biết có thể hay không dùng cái này hồng nguyên đến để thăng pháp lực tu vi nếu là có thể mà nói Chẳng phải là nói ta nắm giữ một cái như vũ trụ pháp lực. Hứa Ưng nghĩ tới đây, lập tức điều động Hỗn Độn Động Nguyên, nhưng mà hắn lập tức phát hiện, chính mình ngay cả nửa điểm lực lượng cũng vô pháp từ trong Hồng Nguyên điều ra. Ngược lại Hỗn Độn Động Nguyên bất luận cái gì sản xuất, đều sẽ bị Hỗn Độn Liên Hoa hấp thu. Vận chuyển đến càng nhanh, hấp thu càng nhanh, cái này Hồng Nguyên, hiển nhiên là cái động không đáy. Ta muốn điều động một cái như vũ trụ pháp lực, liền chỉ cần trước đút cho nó một cái như vũ trụ hỗn độn chi khí. Hắn không khỏi có chút chán nản, bỗng nhiên lại trong lòng khẽ nhúc nhích, ta không cách nào điều động Hồng Nguyên lực lược, như vậy có thể hay không thôi động đóa này hỗn độn liên hoa. Hắn thử nghiệm đem cây hoa sen này xem như pháp bảo tế lên, lại chỉ cảm thấy pháp lực tràn vào trong hoa sen liền vô tung vô ảnh. Hứa Ứng vẫn không có từ bỏ, điều động các tòa động nguyên, không ngừng rót vào pháp lực, qua thật lâu, rốt cục phát giác được hỗn độn liên hoa có thể bị chính mình tế lên. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, thôi động đóa hoa sen này, nâng Hồng Nguyên chậm rãi bay ra hốn độn động nguyên Không biết hoa sen uy lực như thế nào, hứa ứng vận chuyển còn sót lại pháp lực, ý đồ thôi động hốn độn liên hoa, đột nhiên bốn phía cấm khu kịch liệt lắc lư, không gian dao động, hạo thiên đế lưu lại thần thông thương khung hào quang tỏa sáng, lại có bộc phát xu thế. Cái này thần thông thương khung là hạo thiên đế ngộ đạo lúc lưu lại vô số kể thần thông tổ hợp mà thành, chắc đạo thuần lĩnh ngộ ra thần thông thương khung, dùng cái này đối kháng chung ra cùng hứa ứng ba người, chỉ là rơi vào hạ phong, cũng không bị đánh chết thần thông thương khung uy lực có thể thấy được lốm đốm không tốt nếu là xúc động thần thông thương khung chỉ sợ chúng ta cũng phải chết ở nơi này hứa ứng pháp lực hao hết bị hỗn độn liên hoa nuốt đến không còn một mảnh chỉ gặp hỗn độn liên hoa lại tự lạc dưới không thể kiến thức đến vật này uy lực mà lắc lư thần thông thương khung cũng chậm rãi ngừng các loại thần thông dần dần khôi phục lại bình tĩnh hắn lúc này mới buông lỏng một hơi thấp giọng nói hạo thiên đế cấm khu thực sự quá mạnh không nên ở chỗ này nếm thử hỗn độn liên hoa uy lực. Hắn nhưng không có chú ý tới, phụ cận một chút thần thông lạc ấn, đã xuất hiện từng đạo nhỏ xíu vết rách, rõ ràng là bị hỗn độn liên hoa nổi lên trong nháy mắt đó tản ra vô hình uy lực chấn thương. Hứa ứng tu vi khôi phục một chút, đem hỗn độn liên hoa cùng Hồng Nguyên thu nhập hỗn độn động nguyên bên trong, gặp ngộ không đạo nhân, Thạch Thiên Dưỡng cùng Chu Tiên Tản Kiếm còn tại lĩnh hội, thấp giọng nói, bị ngạn có thật nhiều đại đạo chi cảnh, ở nơi đó có thể tìm hiểu ra khác biệt đại đạo. Ta thái nhất đại đạo, còn cần lĩnh ngộ ra càng nhiều đại đạo mới có thể tiến thêm một bước, siêu việt chác đạo thuần. Hắn mang lên chuông lớn, nhìn về phía Hạo Thiên Đế thần thông lạc ấn, thầm nghĩ, không biết ta có thể hay không như Trác đạo thuần như vậy, từ những thần thông lạc ấn này ở giữa bình an xuyên qua. Hứa ứng nhấc chân lên, đi ra ngoài, bây giờ ta đã ngộ ra thái nhất chân truyền, Trác đạo thuần có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Chương 1286, diện hắc tâm thiện. Ngộ đạo bên trong các loại thần thông lạc ấn lơ lửng giữa không trung, tản ra khác biệt đại đạo quang huy, một đóa hoa, một cây cỏ, đều là đại đạo hiển hóa, một giọt nước, một đóa diễm, cấu tạo phức tạp. nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy khác biệt đại đạo tại thần thông nội bộ, lấy tinh diệu không gì sánh được kết cấu núi liền cùng một chỗ. nếu là nhìn càng thêm cẩn thận, có thể nhìn thấy lý cơ cấu dạng nhánh cây hoa văn, tạo thành khác biệt đại đạo. hạo thiên đế thần thông là lấy thái nhất là nhất thống, không hiểu rõ hắn thần thông cơ cấu tùy tiện xâm nhập chính là một con đường chết lúc này hứa ứng từ những thần thông này ở giữa xuyên qua lúc trước xem không hiểu thần thông lạc ấn giờ phút này liền rõ mồn một trước mắt lúc trước không có khả năng lý giải đại đạo kết cấu giờ phút này cũng biến thành rõ ràng rõ ràng hắn không cần dò xét sinh lộ dù là chạm đến những thần thông lạc ấn này cũng có thể tại rất nhiều thần thông đem phát không phát thời khắc thôi động giống nhau đạo pháp cùng những thần thông lạc ấn này va chạm những thần thông lạc ấn kia bị kích phát một cái chớp mắt liền bị cùng tự thân nhất trí đạo pháp áp chế, hành quân lặng lẽ. Hứa Ứng nhảy vọt liên tục, một đường hướng về phía trước mà đi, tránh đi bọn hắn lúc đến phương vị, từ một phương hướng khác rời đi mảnh cấm khu này. Lúc trước, bọn hắn hao tốn thời gian nửa năm mới đi vào cấm khu Hạch Tâm, hiện tại Hứa Ứng đi ra cấm khu, lại chỉ dùng gần nửa ngày thời gian. Hứa Ứng từ trong cấm khu xông ra trong nháy mắt đó, chỉ cảm thấy tâm thần thanh thản, hắn dọc theo con đường này thí luyện một thân bản lĩnh. Quả nhiên là hạ bút thành văn, đều như ý. Trong cơ thể của hắn, Hỗn Nguyên, Hỗn Động cùng Thái Nhất Tam Đại Động Nguyên dung hợp, hình thành tòa kia Động Nguyên vận chuyển, liền có liên tục không ngừng nguyên khí từ trong Động Nguyên vốn liền. Lúc trước, từ trong Động Nguyên chảy ra đều là tiên linh chi khí, cần tự thân chịu phục luyện hóa mới có thể hóa thành nguyên khí, bây giờ tam khí hợp nhất, từ trong Động Nguyên chảy ra trực tiếp chính là nguyên khí. Kể từ đó, ta võ cực chứng đạo kinh, công pháp liền có thể thật to đơn giản hóa đã giảm bớt đi chịu phục luyện khí quá trình. Hứa ứng bốn phía nhìn lại, không có phát hiện ngự huyền thông cùng cửu tuyển chân vương bóng dáng, lập tức phá không mà đi. Công pháp từ phức tạp, biến thành cực giản, cực kỳ trọng yếu, hắn lúc trước thải khí, ẩn cảnh, kim đan, động nguyên, nguyên thần, cửu cảnh, giao trì, lục đạo, phi thăng, đạo vực, lục vực, đạo tràng đạo cảnh, cái này 13 cái cảnh giới bên trong công pháp vận chuyển đường đi, hết thầy có thể trừ bỏ. Đằng sau, hắn chỉ cần giữ lại trí tôn cảnh công pháp vận chuyển đường đi là được phó cực chứng đạo kinh trải qua đơn giản hóa đằng sau công pháp vận chuyển tốc độ cùng tu vi tốc độ tăng lên đều sẽ tăng lên rất nhiều mà lại công pháp đơn giản hóa tương đương với cho hắn đưa ra không gian đến nghiên cứu trí tôn cảnh công pháp vận chuyển phải chăng còn có những khả năng khác hạo dập ngộ đạo một chỗ khác ngự huyền thông cùng cử tuyển chân vương trước sau đợi non nửa năm ngự huyền thông nói mấy cái này trộm cướp cũng đã chết tại trong cấm khu có thể tiến vào cấm khu, từng chiếc lâu thuyền lái tới, trên thuyền rất nhiều bỉ ngạn tu sĩ nhao nhao không người, bái nói, bái kiến thái thượng đạo tổ. Ngự huyền thông khẽ gật đầu, những tu luyện này thái thượng tu sĩ riêng phần mình tiến lên, đi vào trong cấm khu. Ngự huyền thông cũng từ đứng dậy, cùng bọn hắn làm bạn. Một bên khác, cửu tuyền chân vương cũng triệu tập chính mình đệ tử môn sinh, đồ tử đồ tôn, số lượng đông đảo từ một địa phương khác tiến vào mảnh cấm khu này. Hai đại bất hủ cảnh tồn tại tự mình tỏa chấn, mệnh đồ tử đồ tôn ở phía trước giò đường. Những đồ tử đồ tôn này có nhiều tu luyện phân thân, hóa thân hoặc là đạo thân, phóng thích phía trước, dù vậy, còn có chút thần thông lạc ấn không cách nào kiểm tra xong, rất nhanh liền chết một mảng lớn đồ tử đồ tôn. Ngự huyền thông thấy thế khẽ nhíu mày, đi ra phía trước, thử nghiệm tự mình phá giải hạo thiên đế thần thông lạc ấn, nhưng mà chỉ đón lấy một kích, liền chịu điểm vết thương nhẹ. Hạo dập lưu lại mảnh này ngộ đạo lúc, là khiêu chiến thái nhất đại đạo quân trước giờ khi đó thực lực của hắn đã so đại đạo quân còn mạnh hơn. Ánh mắt của hắn quét về phía mảnh này khác biệt thần thông lạc ấn hình thành cấm khu, âm thầm nhíu mày, như vậy, tam giới man di là thế nào tiến vào bên trong. Nơi này đáng sợ nhất không phải một cái thần thông, mà là toàn bộ thần thông thương khung. Đây là hạo thiên đế trọng thương thái nhất đại đạo quân đại thần thông. Tổng cộng 256 loại đại đạo, dùng khác biệt tạo thành phương thức, hình thành cái này vạn vạn ngàn ngàn thần thông tạo thành một cái quy mô hùng vĩ thần thông thương khung. Nếu như thần thông thương khung bộc phát, đừng nói những đồ tử đồ tôn này, liền ngay cả hắn vị này đã từng đạo quân, đều sẽ vẫn rơi vào này. Tam giới man di cùng con khỉ, đi không được bao xa, liền sẽ chết ở chỗ này, không có khả năng đi được quá xa. Ngự huyền thông hạ lệnh, tiếp tục hướng phía trước, thương vong còn tại không ngừng gia tăng ngự huyền thông tự thân lên trước tọa chấn, đối kháng những cái kia bị phát động thần thông lạc ấn, nhưng rất màn chập xem đệ hay là tử thương gần nửa. Ngự huyền thông phun ra một ngụm chọc khí đang muốn hạ lệnh lui lại, lúc này cửu tuyển chân vương thanh âm từ phía sau truyền đến, đạo quân, sao không liên thủ. Ngự huyền thông trong lòng khẽ nhúc nhích, quay đầu, chỉ gặp cửu tuyển chân vương dưới trướng tử đệ cũng là tử thương cực lớn, hao tổn non nửa. Hiển nhiên cửu tuyển chân vương gặp thương vong nặng như vậy, mới động hai nhà cùng một chỗ dò đường suy nghĩ. Ta cũng đang có ý này, hai vị bất hủ ăn nhịp với nhau, hai nhà cùng một chỗ dò đường, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước tìm kiếm sinh lộ. Mỗi khi gặp được nguy hiểm, Ngự Huyền Thông cùng Cửu Tuyền Chân Vương liên thủ, cộng đồng đối kháng Hạo Thiên Đế Thần Thông lạc ấn, hợp lực đem bộc phát thần thông áp chế lại, không để cho Hạo Thiên Đế Thần Thông bộc phát. Kể từ đó, tốc độ bọn họ tăng nhiều, chỉ là hai vị bất hủ hợp tác, cũng cảm thấy không chịu đựng nổi, tìm kiếm một đoạn thời gian, liền cần dừng lại nghỉ ngơi. Ngự Huyền Thông quay đầu nhìn lại, chỉ gặp trong khoảng thời gian này bọn hắn thế mà chỉ đi tới 4 năm bước đường, không khỏi nhíu mày đại đạo quân chính là đại đạo quân thắng qua chúng ta rất nhiều bọn hắn tiếp tục tiến lên cố gắng hướng về phía trước thăm dò trong bất chi bất giác lại qua hơn nửa năm thời gian hai vị bất hủ mang tới tử đệ đã tử thương tám chín thành ngự huyền thông cùng cử tuyền chân vương cũng trên thân nhiều chỗ bị thương nhưng mà vẫn là không có nhìn thấy hứa ứng đám người thi cốt hoặc là hồng nguyên hỗn độn chung loại hình đồ vật mỗi khi hai vị bất hủ tuyệt vọng lúc trong lòng lại không khỏi sinh ra một tia hy vọng cũng không xa a à. Nói không chừng lại cố gắng đi về phía trước vừa đi, liền có thể nhìn thấy bảo bối kia. Hứa ứng không có táng hóa, mà là trực tiếp lấy nhân tộc hình thái phi hành, đi vào gần nhất một tòa đạo cảnh. Nơi đây là một đoàn thái cổ đạo phong hình thành một mảnh đạo cảnh, gió thổi cực kỳ bá đạo, một mảnh đen kịt, tiêu vạn đạo, diệt vạn vật, thổi sụp đồ tu sĩ đạo thân, tan giã tu sĩ nguyên thần, lợi hại phi phàm. Ta tam giới nhưng không có đáng sợ như vậy đạo cảnh. Gió chỉ là một loại phổ thông đại đạo, lại có thể lợi hại như vậy. Hứa ứng đi vào đạo cảnh biên giới, kém chút bị sức gió hút đi vào, trong lòng sợ hãi thán phục. Đạo này cảnh rộng rãi, phương viên trăm triệu dặm có một ít bỉ ngạn tu sĩ đáp lấy thuyền, lái vào đạo cảnh bên trong, tại cuồng phong trong gió lốc tiến lên, lĩnh hội phong chi đạo chân lý. Không biết ta có thể hay không ngăn cản được loại này đáng sợ đạo cảnh. Hứa ứng trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi tiếp cận mảnh này phong chi đạo cảnh, đột nhiên gió thổi bỗng nhiên tăng cường, đem hắn thôn nạp đi vào. Có người ngã tiến vào, xa xa trên thuyền có dị nhân cả kinh kêu lên, trên thuyền lão giả lắc đầu nói, không cứu sống nổi. Mảnh này đạo phong, là hái mấy trăm cái vũ trụ đại đạo chi cảnh dung hợp lại cùng nhau luyện thành, không trở thành bất hủ, ngã vào trong đó sẽ chỉ bị quấy đến vỡ nát. Chỉ có cưới loại này đặc chế định phong thuyền, mới có thể tránh miễn thương vong. Tiểu tử kia vì tiết kiệm tiền, ngược lại đem mạng mất. Một cái dị nhân nữ tử cười nói, có thể tiêu đến lên tiền, ngồi lên định phong thuyền, danh môn vọng tộc công tử tiểu thư. Vừa rồi người kia hơn phân nửa không ngồi nổi, hứa ứng tại đạo phong bên trong trên dưới quay cuồng, gió thổi như đao, vỡ nát hết thảy, nhưng mà lướt qua thân thể của hắn, liền bị hắn thân thể mạnh mẽ ngăn trở, không thể phá vỡ ra thịt của hắn. Nhưng đạo này gió vô khổng bất nhập, chui vào lỗ chân lông của hắn, lại từ hết thảy trong huyệt khiếu chui vào, muốn xâm nhập hắn hy di chi vực, phá hủy ngũ tạng lục phủ, tan dã hắn hết thải cảnh giới. Hứa ứng thôi động thần thông, ra sức cùng đạo phong chống lại, nhưng căn bản không vững vàng thân hình, liền bị đạo phong cuốn lên, hướng chỗ càng sâu rơi xuống. chương 1287, mảnh này đạo cảnh chỗ càng sâu, gió thổi càng khủng bố hơn, coi như không phá được túi da của hắn, cũng có thể đem hắn ngũ tạng lục phủ thổi đến tan dã Thân hình hắn tung bay, đem mình học sở mộ các loại thần thông thi triển đi ra, đem hết khả năng ý độ ổn định thân hình hạo thiên đế các loại thần thông cũng bị hắn thi triển đi ra, đợi cho hứa ứng sử suốt một chiêu thần thông lúc, đột nhiên cảm thấy được bốn phía gió thổi biến thành phục tùng. Hắn nao nao, chiêu thần thông này, vận dụng lên phong chi đạo cùng với những cái khác mấy loại đại đạo, không phải cùng gió thổi chống lại, mà là lợi dụng đạo phong đặc tính. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, một bên thôi động thần thông, một bên cảm mộ đạo trong gió tích chứa đạo lý. Qua thật lâu, hắn rốt cục có thể tại đạo phong bên trong ổn định thân hình. Một chiếc định phong thuyền chở hơn 10 dị nhân tu sĩ không ngừng xâm nhập đạo cảnh, dù là có định phong thuyền, cũng hao tốn hơn nửa tháng mới đi đến tòa này đạo cảnh chỗ sâu. Trên thuyền lão giả nói, không có khả năng lại hướng tiến đến phía trước chính là đạo phong hạch tâm, đại đạo ngưng tụ chi địa, mãnh liệt nhất. Lại hướng trước mà nói, định phong thuyền cũng không chịu nổi, sẽ bị đạo phong phá tan thành từng mảnh. Trên thuyền đám người nhao nhao tập trung tinh thần, cảm mộ nơi đây đạo phong bên trong tích chứa đại đạo. Nhưng vào lúc này, có người thất thanh nói các ngươi mau nhìn. Đạo phong hạch tâm bên trong có người, đám người vội vàng nhìn lại, chống thuyền lão giả cười nói, đạo phong hạch tâm bên trong làm sao có thể có người. Người nào có thể ở nơi đó sống sót, bất hủ cảnh tồn tại, cũng không có tất yếu. Hắn còn chưa nói xong, không khỏi trợn mắt hốc mồm, chỉ gặp cơn gió kia hạch tâm trung quả nhưng có một thân ảnh như ẩn như hiện. Thân ảnh kia mơ hồ đó có thể thấy được là một thiếu niên, khoanh chân ngồi tại cuồng bạo không gì sánh được đạo phong bên trong nơi đó đạo phong vô cùng kinh khủng vậy mà ngưng tụ thành đại đạo hình thái nhưng càng kinh người hơn chính là đạo phong đang bị thiếu niên kia hấp thu hướng trong miệng mũi nó chui vào là vừa rồi cái kia ngã vào đạo phong bên trong thiếu niên có người cả kinh kêu lên trên thuyền đám người không khỏi ngây người chỉ gặp thiếu niên kia ngồi tại đạo phong hạch tâm bên trong bát phong bất động ổn định không gì sánh được mặc cho đạo phong quét hắn đến cùng là lai lịch gì một cái dị nhân nữ tử nói hắn vì sao không có tan làm dị nhân hình thái? Không cần dị nhân hình thái, có thể đối kháng được như vậy ác phong sao? Đám người riêng phần mình kinh dị, bỗng nhiên chỉ gặp thiếu niên kia sau lưng, phô biên đạo phong hội tụ, hình thành một tòa gió động uyên, động uyên tại đạo cảnh bên trong, uy lực càng ngày càng mạnh, thẳng tắp tăng lên. Qua hai ba ngày, thiếu niên kia đột nhiên đứng dậy, cất bước hướng bên này đi tới. Trên thuyền đám người kinh nghi bất định, chỉ gặp thiếu niên kia từ định phong thuyền bên cạnh trải qua, sau đầu nương theo lấy một tòa quy mô hùng vĩ gió chi động uyên. Bỗng nhiên, tòa kia động uyên chui vào thiếu niên một tòa khác trong động uyên, biến mất không còn tâm tích. Đám người nhìn lại, chỉ gặp thiếu niên dần dần từng bước đi đến, biến mất tại tầng tầng lớp lớp đạo phong bên trong. Hắn tu luyện, giống như cũng không phải bị ngạn lý văn. Có người lầm bẩm nói, người này, rất cổ quái, hứa ứng đi ra mảnh này đạo cảnh, hướng nơi xa mặt khác đạo cảnh đi đến, bị ngạn đạo cảnh, thực sự quá phong phú, mà lại đạo cảnh quy mô càng lớn tích chứa đạo lý càng sâu cho nên hắn suy nghĩ nhiều đi mấy cái đạo cảnh lĩnh ngộ khác biệt đại đạo ngắn ngủi mấy tháng hứa ứng liền phân biệt tiến vào phong vũ lôi điện kim mộc thủy hỏa thiên địa âm dương các loại khác biệt đại đạo đạo cảnh bên trong riêng phần mình lĩnh hội thu hoạch cực phong bị ngạn vơ vét từng cái vũ trụ tài phú đem những vũ trụ này tự nhiên đạo cảnh bắt đến tập trung đến cùng một chỗ hình thành lồng lộng kỳ quan hắn mặc dù tại hạo dập mộ đạo bên trong lĩnh ngộ qua những đại đạo này, nhưng chân chính tiến vào đạo cảnh bên trong, mới biết được chính mình lĩnh ngộ nông cạn cùng không trọn vẹn. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, phổ thông thiên địa đại đạo, cũng có thể có được bất phàm như thế uy lực. Lần này chính là một cái bổ túc quá trình, trong lúc đó hứa ứng còn tiến vào mộ đạo nhìn nhìn, phát hiện ngộ không đạo nhân, thạch thiên dưỡng cùng chu tiên tàn kiếm còn tại trong mộ đạo, liền không có quấy giày. Ngày hôm đó, hứa ứng đi vào một mảnh hỗn độn chi khí bên cạnh, hỗn độn này chi khí cùng trong hỗn độn hải hỗn độn khí khác biệt hỗn độn hải không phải đạo cảnh mà mảnh hỗn độn này chi khí lại là tự nhiên đạo cảnh cũng hẳn là bị ngạn từ vũ trụ khác giành được hỗn độn đại đạo thuộc về cực kỳ cao đẳng đại đạo lại tới đây quan sát đạo cảnh dị nhân số lượng rất nhiều đến hàng vạn mà tính có thậm chí là bất hủ chân vương đệ tử cũng chạy tới lĩnh hội thường thường khí thế phi phàm tế lên khánh vân lâu thuyền bảo liễn tiên điện ngọc lâu bảo tháp các loại bảo vật đối kháng hỗn độn đồng hóa Đoàn này hỗn độn khí, không ánh sáng không màu, vô đạo không cách nào, cực kỳ rộng lớn nặng nề. Đứng tại đoàn này đạo cảnh phụ cận cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ ngã vào đạo cảnh bên trong, hứa ứng lại tới đây lúc, một cái chớp mắt, liền nhìn thấy bốn năm người ngã vào hỗn độn đạo cảnh, kêu thảm hóa thành một sợi hỗn độn chi khí. Đạo này cảnh cùng Thanh Huyền Thập Đại đạo cảnh bên trong hỗn độn đạo cảnh khác biệt, Thanh Huyền hỗn độn đạo cảnh là tăng lên nhục thân hoạt tính đạo cảnh mà hỗn độn đạo cảnh lại là vũ trụ trung thiên nhưng hình thành hỗn độn đại đạo đạo cảnh. Hỗn độn đại đạo tuy là cực kỳ cao đẳng đại đạo, nhưng lĩnh hội rất khó, tu luyện hỗn độn đại đạo hỗn nguyên đạo quân cũng chưa từng đạt tới đại đạo quân độ cao. Ta mặc dù đã trải qua thiên tiên giới học công, hỗn độn hải ngộ đạo, nhưng trên hỗn độn đại đạo một mực không có quá lớn thành tích. Hứa ứng đi vào hỗn độn đạo cảnh bên cạnh, trông mong quan sát, thầm nghĩ, nếu là có thể ở chỗ này có thu hoạch, nói không chừng liền có thể nhìn thẳng trung gia hắn luôn cảm thấy chuông lớn mặt ngoài nhăn nheo có thể tới nguyên không thể coi thường, rất muốn lĩnh hội một phen. Đúng lúc này, hắn thân thể đại chấn, hỗn độn động nguyên trong lúc bất chợt từ trong cơ thể hắn xoay tròn lấy bay ra, dọc tại sau đầu của hắn. Bốn phía dị nhân thấy thế, nhao nhao lớn tiếng khen hay, thiếu niên này cực kỳ cao minh, thế mà tu luyện được lớn như vậy hỗn độn động nguyên, tạo nghệ không ít. Hứa ứng lại là sắc mặt đại biến, vội vàng cao giọng nói, chư vị, mau mau tản ra. Cách ta càng xa càng tốt, Đám người nghe vậy, không khỏi riêng phần mình cười lạnh, nhao nhao thân thể nhoáng một cái, riêng phần mình hiện ra to to nhỏ nhỏ hỗn độn động nguyên, quát tiểu tử, ngươi xem thường ai. Có thể tới chỗ này, đều là tu luyện qua hỗn độn đại đạo, cái nào so ngươi kém. Hứa ứng mắt điếc tai ngơ, tự nhủ, liên ca, đừng như vậy liên ca. Các ngươi đi nhanh một chút, ta muốn không chấn áp được. Mọi người nghe vậy, lúc này có người liền hướng hứa ứng đi tới, cười lạnh nói các hạ mắt cao hơn đầu, xem nhẹ chúng ta, hôm nay ta trưởng tôn sâm liền muốn hướng các hạ lấy, lấy, lấy. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ gặp hứa ứng trong hỗn độn động nguyên kia quang mang lập lòe, đột nhiên gào thét xoay tròn, lập tức hỗn độn đạo cảnh phụ cận tất cả tu sĩ, bọn hắn hỗn độn động nguyên bên trong hỗn độn chi khí nhao nhao mất khống chế, hướng thiếu niên nhân tộc này hỗn độn động nguyên gào thét chảy tới. Đáng sợ hơn chính là, phía trước bọn họ hỗn độn đạo cảnh cũng đột nhiên ở giữa mất khống chế, vô số hỗn độn chi khí chen chúc mà đến, cuồn cuộn chảy vào thiếu niên kia trong động uyên. Các ngươi không được qua đây, mau trốn a à thiếu niên kia dù sao diện hắc tâm thiệt, hướng càng xa xôi đám người kêu lên. Hiu, 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 càng xa xôi đám người không tự chủ được riêng phần mình hiện ra chính mình hỗn độn động uyên, trong động uyên hỗn độn chi khí điên cuồng sói mòn, hướng thiếu niên trong động uyên chảy tới. Chương 1288, thần thông thương khung. Hỗn độn đạo cảnh phụ cận, hoàn toàn đại loạn, cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đều bị tập kích riêng phần mình hỗn độn đại đạo mất khống chế, hỗn độn động nguyên không tự chủ được hiển hiện, hỗn độn chi khí cũng từ đổ xuống mà ra, rừng đều ngăn không được. Chỉ có đứng ở đằng xa tu sĩ mới có thể đào thoát vận rủi, không có bị trốn ở hứa ứng trong động nguyên hỗn độn liên hoa khống chế. Những tu sĩ này lộn nhào, hốt hoảng chạy ra rất xa, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp vạn vạn ngàn ngàn tu luyện hỗn độn đại đạo tu sĩ, giống như là con rối giật dây đồng dạng đứng tại chỗ, không thể động đậy. Sau đầu của bọn họ Riêng phần mình hỗn độn động nguyên điên cuồng vận chuyển, liên tục không ngừng hỗn độn chi khí bị ép đi ra, điên cuồng hướng chảy thiếu niên nhân tộc này sau đầu trong động nguyên. Càng làm cho bọn hắn kinh hãi là, cái kia to lớn vô cùng hỗn độn đạo cảnh vậy mà bắt đầu nghiêng, không ngừng thu nhỏ, một bên xoay tròn lấy, một bên hướng thiếu niên kia sau đầu động nguyên chảy tới. Thiếu niên kia, đến cùng là quái vật gì? Đây là thu hoạch, nhất định là thu hoạch, hắn là tu luyện hỗn độn đại đạo đạo quân sao? đến đây thu hoạch tu luyện hỗn độn đại đạo tu sĩ. Thật sự là hỗn trướng, không phải chỉ lấy cắt vũ trụ khác sao, ngay cả chúng ta người một nhà đều thu hoạch, bọn hắn hãi nhiên, quay người hướng chỗ xa hơn bỏ chạy. Thật xin lỗi, hứa ứng hướng bên người mấy cái bỉ ngạn cường giả xin lỗi, chân thành không gì sánh được, ta tình nguyện tự tay đánh chết các ngươi, cũng không muốn thu hoạch các ngươi. Ta bình sinh hận nhất chính là thu hoạch, ta chỉ là khống chế không nổi. Những người kia kinh hãi muốn tuyệt nhìn xem hắn, nói không ra lời. Hứa ứng gặp tình hình này, đã nhận mệnh, mặc cho hỗn độn liên hoa hấp thu những tu sĩ này cùng hỗn độn đạo cảnh, dù sao phản kháng cũng không có tác dụng gì. Nói không chừng ta cũng có thể thừa cơ phân chén canh. Trong lòng của hắn dâng lên một tia chờ mong, bị ngạn hỗn độn đạo cảnh là do hỗn độn đại đạo cấu thành, lĩnh hội đạo cảnh này, nhưng phải hỗn độn đại đạo. Qua không lâu, từng cái tu luyện hỗn độn đại đạo dĩ nhân tu sĩ trong động nguyên hỗn độn chi khí cùng tự thân tu chỉ hỗn độn đại đạo liền bị hút khô, từng cái khí thức huệ hoài, nhưng mà hỗn độn liên hay là khống chế bọn hắn động nguyên, động nguyên điên cuồng xoay tròn, sản xuất mới hỗn độn chi khí cũng bị hỗn độn liên cướp đoạt. Mà tòa kia hỗn độn đạo cảnh cũng từ điên cuồng trước xuống, tích chứa trong đó hỗn độn đại đạo cũng tự chảy nhập hứa ứng động nguyên. Hỗn độn đại đạo rất khó khăn tu luyện, nhưng ở giờ khắc này, hứa ứng lại chỉ cảm thấy các loại lính ngộ ùn ùn kéo đến, tạo nghệ liên tục tăng lên. Hiển nhiên, hỗn độn liên chỉ cảm thấy hỗn độn chi khí hữu dụng, về phần hỗn độn đạo cảnh bên trong tích chứa đại đạo đạo lực, đối với nó tới nói là vật vô dụng, bỏ đi không cần. Nó đem đạo cảnh bên trong đại đạo nhét vào hứa ứng hỗn độn động nguyên bên trong, bởi vậy tạo thành hứa ứng trên hỗn độn đại đạo tạo nghệ phi thăng. Liên ra là đau lòng ta, hứa ứng mừng rỡ trong lòng, hỗn độn đạo cảnh cứ việc bao la không gì sánh được, nhưng bị dạng này thôn phệ, cũng rất nhanh thu nhỏ, hỗn độn liên nào chỉ là thôn tính, đơn giản giống như là trực tiếp huynh đảo mắt thấy hỗn độn đạo cảnh rút nhỏ hơn phân nửa, không được bao lâu, liền sẽ bị hút vào hứa ứng trong động uyên, đột nhiên một cỗ minh mang minh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, ép vỡ bốn phía thời không. Yêu nghiệt phương nào, dám can đảm ở ta bị ngạn, cướp đoạt đạo cảnh. Thanh âm kia nặng nề không gì sánh được, thanh âm truyền đến thời điểm, hứa ứng bốn phía những tu sĩ kia từng cái không chịu nổi trong thanh âm kia tích chứa đại đạo, đột nhiên bành bành nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí số ít tu vi tồn tại cường đại có thể chống cự được đạo âm kia, nhưng cũng trong tai mắt mũi miệng tràn ra hỗn độn chi khí. Hứa ứng trong lòng giật mình, những tu sĩ này bên trong không thiếu có đạo cảnh thất trọng cao thủ, vậy mà ngăn cản không nổi đạo âm kia bên trong tích chứa hỗn độn chi đạo. Người tới thực lực tu vi, chỉ sợ so cửu tuyển chân vương còn cao hơn. Liên ra, đi mau, hắn quyết định thật nhanh phi thân lên, thẳng đến hạo dập nơi mộ đạo mà đi. Hỗn độn liên vẫn như cũ không nỡ hỗn độn đạo cảnh, nhưng tựa hồ cũng biết người đến không thể coi thường, tham lam hấp thu mấy ngụm hỗn độn chi khí, liền đoạn đi cùng hỗn độn đạo cảnh liên hệ. Sau một khắc, thiên khung đổ sụp, một tôn tựa như cổ thần dị nhân dáng lâm tại đạo cảnh bên cạnh, quanh thân tràn ngập nồng đậm không gì sánh được hỗn độn chi đạo, sau đầu cũng là một vùng tăm tối, mơ hồ có vô số hỗn độn động nguyên ở trong đó lên xuống chìm nổi. Hắn đứng chi địa, không gian không còn, thời gian không đổi, không bị thời gian chỗ quấn, không bị nhân quả chỗ quấn, quả nhiên là siêu nhiên chắc tuyệt còn có chút chưa chết tại đạo âm bên trong cường giả nhìn thấy người này không khỏi sắc mặt đột biến hỗn nguyên đạo quân bọn hắn nhìn người nọ lập tức thân thể bắt đầu phi tốc tan giã rất nhanh cả người đổ sụp triệt để tan giã thành hỗn độn chi khí hỗn độn chi khí hướng hỗn nguyên đạo quân lướt tới chảy vào hắn quanh thân hỗn nguyên đạo quân phảng phất một tôn ôn thần vô luận ai nhìn về phía hắn đều sẽ bị đồng hóa thành hỗn độn chi khí đạo hạnh độ cao không thể tưởng tượng một cái vũ trụ khác dị tộc hỗn nguyên đạo quân ánh mắt rơi vào chạy trốn bên trong hứa ứng trên thân, lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là cái nào trong vũ trụ giống loài. Dám can đảm đánh cắp hỗn độn đạo cảnh, mà lại đánh cắp nhiều như vậy, trên người hắn có gì đó quái lạ. Chờ một chút, tên tiểu quỷ này khuôn mặt, có chút quen mắt. Hỗn nguyên đạo quân đột nhiên tỉnh lại, lúc trước ẩn nguyên tử cáo chi đạo kỳ thiên tất cả bất hủ, thiên tiên giới mất khống chế, bắt đầu thu hoạch, hắn cũng bắt đầu xâm nhập một vị long tộc cường giả thể nội, đoạt xá nó nguyên thần, giết nhục thân nó nhưng mà lại đột nhiên bị một kiếm đâm xuyên qua đầu không thể thu hoạch bao nhiêu cái long tộc nguyên lai là tam giới man di cái này hắc tư lại tế lên một ngụm tàn kiếm thì càng giống hứa ứng phi tốc chạy trốn quay đầu nhìn lại đã thấy phía sau mình không gian chẳng biết lúc nào hóa thành một mảnh hỗn độn không gian bị ăn mòn không còn tồn tại tiếp theo phía trước hắn bên trái bên phải phía trên phía dưới thời không không ngừng trôn vùi hóa thành hư ảo chỉ còn lại có vô biên hỗn độn. Hứa ứng phồng lên tất cả pháp lực, tế lên chuông lớn, hướng về phía trước đánh tới. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, ngăn cản hắn đường đi hỗn độn chi khí bị chuông lớn đánh xuyên, hứa ứng tử phá vỡ trong động khẩu xuyên qua. A, à, hắc tư trên món bảo vật này lạc ấn, hỗn nguyên đạo quân thanh âm kinh ngạc truyền đến, lấy tay liền hướng hứa ứng cùng chuông lớn chộp tới. Hắn thân thể vĩ ngạn rộng rãi, cúi người như thế một chảo, hứa ứng đất trời bốn phía bỗng nhiên bị giam cầm, thời không không ngừng hướng trong tay hắn đổ sụp co vào, tựa như một trận hủy thiên diệt địa hủy diệt hết thảy đại đạo diệt thế hạo kiếp đang phát sinh. Hứa ứng rơi vào trong đó, bỗng cảm giác tuyệt vọng. Tại tam giới lúc, hắn cùng viễn tổ, minh tuân đế, minh đạo đế cùng thánh tôn dạng này bất hủ cảnh giao thủ, tuyệt đối có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiếm cứ ưu thế. Nhưng đi vào bỉ ngạn, hắn mới nhìn đến trí tôn cảnh cùng bất hủ cảnh tranh lệch đến cùng đến cỡ nào to lớn, giống như là một đầu không thể vượt qua lạch trời, nằm ngang ở trước mặt hắn. Khi bị ngạn bất hủ xuất thủ, Chí tôn cảnh bất luận thần thông nào đạo pháp, đều hoàn toàn không có tác dụng, đến từ cảnh giới cao hơn áp chế, không phải lĩnh ngộ càng nhiều đại đạo có khả năng đuổi ngang. Ngựa chết chữa như ngựa sống, hứa ứng hết to, tất cả pháp lực một phát tràn vào hỗn độn liên bên trong, đem đoá này hỗn độn liên tế ra. Hỗn độn liên kéo lên hồng nguyên, thăm thẳm bay ra hắn hỗn độn động nguyên, hoa sen cánh hoa phân 12 tầng, từng mảnh hướng ra phía ngoài mở ra, Tim sen trong lỗ thủng phun từng tia từng sợi hỗn độn khí, thoải mái hồng nguyên. Hắc Tư lại có một cái vũ trụ hồng nguyên, Hỗn Nguyên Đạo Quân nhìn thấy vật này, vừa mừng vừa sợ, trùng điệp nắm xuống, thét dài cười nói, ta vốn cho là lần này đến chỉ là bắt một cái gan to bằng trời tiểu ma đầu, không nghĩ tới lại có thu hoạch này, thật sự là trời cũng giúp ta. Tế, hứa ứng thôi động hỗn độn liên, hỗn độn liên không nhúc nhích tí nào, chỉ có cánh hoa tựa hồ rung động mấy lần, chỉ nghe ba 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 bạo hưởng truyền đến hỗn nguyên đạo quân từng cây kia thô to không gì sánh được đầu ngón tay nổ tung, bị chấn động đến vỡ nát. Hứa ứng pháp lực hao hết, lập tức sơ cao hỗn độn liên, từ hỗn nguyên đạo quân trụi lủi trong lòng bàn tay nhảy lên một cái, nhanh chân phi nước đại, hướng hạo dập nơi ngộ đạo bão táp mà đi. chương 1289, hỗn nguyên đạo quân ngẩn ngơ, khó có thể tin nhìn xem tay phải của mình, chỉ gặp tay phải năm ngón tay hoàn toàn không có, tận gốc đoạn đi, mặt cắt cực kỳ vuông vức thậm chí không có vết thương, bởi vì đã khép lại. Hắn thôi động hỗn độn đại đạo, ý đồ mọc ra năm ngón tay, nhưng căn bản là không có cách sinh trưởng. Loại tình huống này, liền phảng phất hắn cái này năm cái đầu ngón tay, chưa từng tồn tại. Hỗn Nguyên đạo quân khóe miệng run rẩy, tam giới hắc tư phá ta hỗn độn đại đạo, phá hỗn độn đại đạo. Hắn đại đạo đẳng thân, thân giữ đạo đồng, nếu như vẹn vẹn chặt đứt hắn năm ngón tay, còn không đến mức để hắn như vậy sợ hãi. Đó chỉ có thể nói hứa ứng trong tay có một kiện uy lực phi phàm bảo vật, có thể làm bị thương hắn đại đạo thân thể. Nhưng xóa đi hắn năm ngón tay, không nhìn thấy bất luận cái gì vết thương, làm sao cũng mọc ra, đây cũng là từ đại đạo trên ý nghĩa xóa đi hắn năm ngón tay. Loại này kinh khủng đạo hạnh, hắn chưa từng nghe thấy. Hồng Nguyên, cùng cái kia hình hoa sen bảo vật, đủ để giúp ta đột phá bất hủ, chứng được đại đạo chủ chi chính quả. Trong lòng của hắn một mảnh lửa nóng, nhanh chân hướng hứa ứng đuổi theo, còn có chiếc kia kỳ lạ chuông, vậy mà có thể phá vỡ ta giam cầm, cũng là không phải tầm thường, nhất định rất có cổ quái, đáng giá đoạt đến. phía trước hứa ứng thôi động sửa chữa sau võ cực chứng đạo. từ thái nhất động nguyên bên trong vào tới nguyên khí càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. giống như hắn bực này đã chứng đạo trí tôn pháp lực không gì sánh được hùng hồn tồn tại, tu vi hao hết, muốn khôi phục cực kỳ khó khăn. nhưng hắn lĩnh ngộ thái nhất chân truyền, từ chín phản một đằng sau, nguyên khí cho dù bị sử dụng hết, cũng rất nhanh liền có thể khôi phục. mắt thấy hỗn nguyên đạo quân liền muốn đuổi kịp hắn đột nhiên hứa ứng chui vào một mảnh do vô số thần thông lạc ấn tạo thành trong cấm khu biến mất không còn tâm tích. Hạo dập cấm khu hỗn nguyên đạo quân vội vàng dừng bước vào cấm khu này là hạo dập đại đạo quân quyết đấu thái nhất đại đạo quân trước đó ngộ đạo chi địa trận chiến này không thể coi thường chấn kinh bỉ ngạn cùng đạo kỳ thiên nguyên bản ai cũng không coi trọng hạo dập cho là hắn chắc chắn bại trận không nghĩ tới lại là hạo dập đánh bại thái nhất đại đạo quân đoạt được đại đạo quân tôn hiệu lúc trước hắn ngộ đạo chi địa lưu lại thần thông của hắn, dẫn tới vô số người, đều muốn đi vào đạt được hạo dập truyền thừa, nhưng tử thương vô số, cuối cùng biến thành không người hỏi thăm cấm khu. Tam giới hắc tư, đến cùng làm sao chui vào, là, hạo dập cũng là đến từ tam giới, hắc tư cũng là đến từ tam giới, hắn có lẽ là hạo dập truyền nhân. Không đúng, hạo dập rõ ràng chết, hỗn nguyên đạo quân trần chờ không dám tiến vào, đột nhiên hắn phát giác được cái gì, phi thân lên, đi vào cấm khu một chỗ khác. Cửu tuyền chân vương, ngự huyền thông đang cố gắng tiến lên ý đồ phá vỡ càng nhiều thần thông lạc ấn hai năm này thời gian trôi qua bọn hắn đã xâm nhập trong cấm khu khoảng cách cấm khu hạch tâm hảo dập nơi ngộ đạo càng ngày càng gần lúc này một thanh âm từ phía sau truyền đến lo lắng nói hai vị đạo hữu thiên tân vạn khổ đánh xuyên qua hảo dập đại đạo quân cấm khu sẽ không phải là dự định học tập hảo dập đạo pháp thần thông a chẳng lẽ các ngươi liền không sợ đắc tội thái nhất đại đạo quân hai vị bất hủ nghe vậy trong lòng nghiêm nghị chỉ gặp bọn họ còn thừa không nhiều mấy cái đệ tử từng ngụm từng ngụm phun ra hỗn độn chi khí vậy mà tại trong thanh âm này bị trọng thương